Y đạo quan đồ, trương nhất châm. Trương 601, tiệc đón mừng. Lúc bình thường thôi quốc trụ là một người ăn nói cẩn trọng, rất ít khi nhìn thấy y biểu hiện như vậy. Trương Dương hỏi, sao vậy? Lại xảy ra chuyện gì rồi? Trương đại quan nhân cảm thấy gần đây có nhiều chuyện xảy ra, hắn cũng không muốn phát sinh thêm chuyện phiền toái nào nữa. Thôi quốc trụ đáp, chủ nhiệm tang đã tự sát. Trương Dương nghe được tin này cũng ngẩn người ra, tang kim đường lại tự sát, chỉ là đút lót thôi mà. Cùng lắm thì ngồi tù mấy năm, không cần phải nghiêm trọng đến mức đi tự sát như vậy. Thôi quốc trụ sợ Trương Dương không tin lại càng nhấn mạnh, thực sự đã tự sát, ông ta đập vỡ gương trong phòng rồi lấy mảnh gương cắt mạch máu tự tử, may mắn là được phát hiện kịp thời. Trương Dương ho khan hai tiếng, chuyện này bây giờ là do kỷ ủy phụ trách, không liên quan đến chúng ta, anh thôi, anh đừng nên tuyên truyền linh tinh nữa, đừng tạo tâm trạng khủng hoảng trong nội bộ thể ủy. Thôi quốc chủ gật đầu rồi lại nói tiếp, nghe nói lúc chủ nhiệm tang biếu quà cho Huệ Kính Dân, tổng cộng đã biếu tới một vạn đồng, nhưng lúc đem đi biếu lại rút lại một tờ, cho nên chỗ quả biếu không tới một vạn đồng, hẳn là chưa vi phạm quy định. Trương Dương không khỏi nhịn được cười, tin tức của thôi quốc chủ quả là nhanh nhạy, nếu tất cả là thật thì tang kim đường sẽ được nhẹ tội, nhưng chưa chắc đã chứng thực được những lời y nói. Lý Trường Vũ đến Nam Tích, được đích thân bộ trưởng phía tỉnh ủy hộ tống, việc này cũng cho thấy sự coi trọng của lãnh đạo tỉnh với lần bổ nhiệm này. Vì yêu cầu công việc, Lý Trường Vũ là người đầu tiên rời khỏi Giang Thành, vợ Y Cát Xuân Lệ cũng sẽ đến Nam Tích hội tụ với Y sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Khổng Nguyên đưa Lý Trường Vũ đến Nam Tích để Y gặp mặt các thành viên quan trọng trong ban lãnh đạo thị ủy Nam Tích. Bí thư thị ủy từ Quang Nhiên tuy cảm thấy không thoải mái với sự xuất hiện của Lý Trường Vũ nhưng vẫn thể hiện rất đối niền nở, tươi cười như hoa tiếp đãi đồng chí đối với một bí thư thị ủy như y thì kiểu xã giao chính trị này vốn sớm đã thành quen. Khổng Nguyên mỉm cười nói, đồng chí Quang Nhiên, tôi đã đưa phó thị trưởng Lý đến rồi. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành, sau này, hy vọng hai đồng chí phối hợp ăn ý, chăm chú làm tốt công tác lãnh đạo Nam Tích. Từ Quang Nhiên cười ha ha, Bộ trưởng Khổng cứ yên tâm, tôi và đồng chí Trường Vũ sớm đã quen biết, tôi cũng biết rõ năng lực làm việc và thành tích của đồng chí Trường Vũ. Tổ chức thượng ủy phái đồng chí ấy đến Nam Tích thực là một sự việc tốt đẹp với ban lãnh đạo Nam Tích, càng giúp nâng cao thực lực lãnh đạo của chúng tôi, trợ giúp chúng tôi tiếp tục sự nghiệp cải cách mở cửa có hiệu quả." Từ Quang Nhiên liên tiếp dùng hai câu đều có từ "giúp", cũng là tỏ ý hoan nghênh Lý Trường Vũ đến với Nam Tích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Trường Vũ khiêm tốn cười, bí thư từ khách khí quá, tôi lần này đến Nam Tích làm việc cũng là một cơ hội học tập hiếm có. Sau này tôi sẽ đoàn kết hết mình cùng với ban lãnh đạo Nam Tích mà đồng chí Quang Nhiên dẫn dắt, cống hiến toàn bộ sức lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế và cải cách mở cửa của Nam Tích. Những lời nói xuông khách sáo ai cũng có thể nói được, điểm này Lý Trường Vũ cũng không thua kém gì Từ Quang Nhiên. Khổng Nguyên nói, hy vọng đồng chí sẽ xứng với sự kỳ vọng lãnh đạo thượng cấp, nhanh chóng triển khai công việc mới, cấp trên rất coi trọng đồng chí đó. Khổng Nguyên nói câu này rất bình thản nhưng vào tai của Từ Quang Nhiên lại giống như là một sự cường điệu. Khổng Nguyên có vẻ như đang nhấn mạnh độ quan trọng của Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ nói, Bộ trưởng Khổng yên tâm, tôi sẽ chăm chỉ học tập tấm gương bí thư tư. Từ Quang Nhiên thấy rõ biểu hiện khiêm nhường của Lý Trường Vũ, cười nói thị trường Lý khách khí rồi, mọi người học tập lẫn nhau, lấy sở trường bù cho sở đoàn, cùng nhau làm việc phát huy điểm mạnh của mỗi người như vậy mới có thể nâng cao được hiệu suất công việc. Khổng Nguyên cười, kỳ thực đạt được đến cấp bậc như các đồng chí, việc làm như thế nào, phương hướng ra sao mới đem lại lợi ích cho tỉnh, cho nhân dân, thực cũng khỏi cần tôi dặn dò. Y đứng dậy nói, tôi đưa đến đây thôi, tôi quan về Đông Giang đây. Từ quang nhiên vội vàng bước lên trước giữ lại, bộ trưởng khổng, đồng chí không thể vừa đến đã vội đi ngay như vậy, khó lắm mới đến Nam Tích một lần, lần này nhất định phải nán lại chơi rồi hẵng đi. Khổng Nguyên nói, tôi đến để làm việc chứ không phải là chơi, công việc đã hoàn thành rồi cũng phải nhanh chóng trở về. Từ quang nhiên đáp, bộ trưởng khổng, đồng chí xem bây giờ đã là hơn 4 giờ chiều rồi, đồng chí về đến Đông Giang trời cũng đã tối. Hay tối nay ở lại Nam Tích, tôi cũng tiện báo cáo công việc luôn với đồng chí. Trong lúc khổng nguyên có hơi chần chừ, từ quang nhiên đã gọi điện cho bí thư thị ủy trường La Thụy đến, để y sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho khổng nguyên, thấy khó mà từ chối được thịnh tình, khổng nguyên cũng đành đồng ý. Lúc này trưởng ban tổ chức thị ủy là Hà Anh Bồi cũng đã có mặt, y và khổng nguyên là chỗ quen biết, vội nắm tay Khổng Nguyên một cách thân thiết mà hỏi chuyện. Từ Quang Nhiên nói, đồng chí Hà, đồng chí và La Thụy hãy đưa Bộ trưởng Khổng về nghỉ ngơi trước, tôi còn phải làm quen với Phó Bộ trưởng Lý và các đồng chí khác nữa. Tối nay chúng ta sẽ mở tiệc ở Nhất Chiêu để đón mừng Bộ trưởng Khổng và Phó Bộ trưởng Lý. Lý Trường Vũ vốn nghĩ không cần phải đón tiếp long trọng như vậy, nhưng từ Quang Nhiên làm thế không phải là chỉ vì y, mà còn là vì Bộ trưởng Khổng Nguyên, thế nên y không dám nói câu từ chối đành đồng ý. Khi Hà Anh Bồi và La Thụy đưa Khổng Nguyên rời khỏi phòng làm việc, lại gặp ngay Phó Bộ trưởng Ban tuyên truyền thị ủy Dương Viện ở trước cửa ra. Lúc Dương Viện vừa xuất hiện, mắt Khổng Nguyên như sáng rực lên. Vị Phó Bộ trưởng Ban tuyên truyền này cũng đã khoảng 40 tuổi, nhưng vẫn rất ưa nhìn, nước da trắng mịn màng, bước đi dịu dàng đầy vẻ nữ tính hiểu điệu. Dương Viện đến để báo cáo công việc với Từ Quang Nhiên, không ngờ lại gặp Bộ trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy ở đây, Cô cười nói, "Xin chào Bộ trưởng Khổng, Dương Viện biết Khổng Nguyên nhưng y lại không biết cô." Tuy nhiên từ trước đến giờ Bộ trưởng Khổng Nguyên vẫn luôn thân thiện dễ gần với những cán bộ nữ xinh đẹp, y cười tít mắt đáp cô là. La Thủy vội giới thiệu, "Vị này là phó bộ trưởng ban tuyên truyền thị ủy thành phố Nam Tích Dương Viện." Khổng Nguyên lại cười gật đầu, "Chào cô, Tiểu Dương." Y chủ động đưa tay về phía Dương Viện. Dương Viện có chút ngạc nhiên vội vàng bắt lấy tay bộ trưởng cảm giác như tay của khổng nguyên to hơn hẳn hơn nữa bàn tay có chút ướt át của mồ hôi lúc nắm tay rõ ràng là y cố tình nắm chặt nhéo lấy tay dương viện cô sớm đã nghe tiếng bộ trưởng khổng nguyên này là một tên háo sắc giờ chứng kiến vẻ mặt y bây giờ quả đúng như lời đồn đại dương viện nói bộ trưởng khổng chiếu cố đến đây là vì khảo sát công việc phải không ạ khổng nguyên cười tôi phụ trách việc khảo sát và lựa chọn cán bộ hôm nay đến đây chủ yếu là vì đưa phó bộ trưởng mới lý trường vũ đến cho các vị Dương Viện nở nụ cười, đôi mắt tròn to khép thành hình bán nguyệt, Nam Thích này đã ngày một đổi mới, bộ trưởng Khổng lần này đến nhất định phải thấy mới được. Khổng Nguyên cố ý thở dài, thời gian gấp gáp, lại không có người dẫn đường. Dương Viện là một người phụ nữ biết nắm bắt cơ hội, cô liền nói, nếu bộ trưởng đồng ý, tôi có thể làm người dẫn đường cho ngài, đưa ngài đi tham quan khắp Nam Thích. Khổng Nguyên mặt mày hớn hở cười, được, được chứ. Y quay sang nói với Hạ Anh Bồi, anh Bồi à, Bây giờ vẫn còn sớm, tôi đột nhiên muốn đi xung quanh Nam Thích xem một chút, cứ để Tiểu Dương đưa tôi đi là được. Hạ Anh bồi nghĩ thấy thật khâm phục, khổng nguyên nhất định là đã động lòng với Dương Việt, Dương Việt cũng không phải tốt đẹp gì. Qua những lời cô ả nói cũng có thể thấy rõ ả muốn gây dựng quan hệ với khổng nguyên, bộ trưởng ban tổ chức tỉnh cơ mà, một đấng mày dâu sáng ngời như vậy, trước con mắt của biết bao phụ nữ cũng có sức hút vô địch lắm. La Thủy còn chưa kịp phản ứng gì, Anh Bồi đã nói luôn với Khổng Nguyên để tôi đi sắp xếp xe. Khổng Nguyên cười ngượng nói: Không cần đâu, tôi có mang xe tới mà. Y quay lại phía Dương Việt, vẻ mặt lại hòa nhã dễ gần hẳn. Tiểu Dương, cô hãy đưa tôi đi thăm chùa Bảo Liên của Nam Thích. Nghe nói phong cảnh nơi đó rất đẹp. La Thủy và Hà Anh Bồi nhìn theo xe tiến Khổng Nguyên đi, không có người nào đi theo cả. Đến lúc chiếc xe đã vượt hẳn tầm nhìn, hai người mới quay sang nhìn nhau cười bất lực la thụy nói cô ả à, dương viện này sao cô ta lại đến đây nhỉ hạ anh bồi thở dài cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai đây sau khi gặp bí thư thị ủy từ quang nhiên lý trường vũ vội vàng đến phòng làm việc của thị trường để tiếp kiến hạ bá đạt thị trường thành phố nam tích trước đây vì quan hệ công việc nên y và hạ bá đạt cũng là chỗ thân quen bây giờ hạ bá đạt trở thành cấp trên của mình lý trường vũ cũng vẫn thể hiện thái độ kính trọng đúng mực xin chào thị trường hạ hạ bá đạt nhìn thấy lý trường vũ vào đến cửa phòng tôi cười đứng dậy bước ra chào đón trường vũ cuối cùng cũng được gặp cậu lãnh đạo thì vẫn cứ là lãnh đạo cách thể hiện cũng khác hẳn lý trường vũ biết lần này mình đến nam tích có lẽ kẻ không lấy làm mừng rỡ gì có thể chính là hạ bá đạt lý trường vũ cười thị trường vốn là lãnh đạo cũ của tôi vừa được tin chuyển đến nam tích biết sẽ có cơ hội làm việc cùng với thị trường hạ tôi đã sớm mong đợi sau này có thể từ từ mà học tập thị trường hạ rồi hạ bá đạt cười ha ha trường vũ à cậu khiêm tốn quá thực là quá khiêm tốn hai người ngồi xuống ghế sofa nói chuyện lý trường vũ cũng hiểu rõ làm việc ở nam thích này người mà mình phải tiếp xúc nhiều nhất cũng chính là hạ bá đạt tuy hạ bá đạt không có nhiều thực quyền nhưng dù sao y cũng là cấp trên của mình hạ bá đạt ân cần nói trường vũ à tôi cũng không ngờ là cậu đến nhanh như vậy lý trường vũ đáp tôi muốn mau chóng khai triển công việc tuổi tác cũng không còn trẻ gì nữa, cũng đến lúc tranh thủ từng giây từng phút để cống hiến cho đất nước, nếu không sau này có muốn cống hiến cũng khó lòng mà thực hiện được. Hạ bá đạt cười nói, rốt cuộc thì vẫn là đồng chí cũ, vấn đề giác ngộ cũng khác hẳn. Lý trường vũ đáp, thị trường hạ, ngày mai tôi sẽ chính thức triển khai công việc. Hạ bá đạt vừa nói, ừ, vừa gật đầu, trong lòng lại nghĩ một kiểu, hắn ta vội gì chứ? Cho là ta đây có bản lĩnh sao? tưởng rằng mình đến Nam Tích thì sẽ nhanh chóng thay đổi được bộ mặt của cả thành phố này sao? Muốn lập thành tích cho các lãnh đạo tỉnh xem sao? Hạ bá đạt lúc nói ra lại khác hoàn toàn, trường vũ à, cậu đến đây thật đúng lúc, cậu nên biết, đồng chí Trần Hạo phó thị trưởng thường ủy đang mắc bệnh viêm gan, bây giờ đang điều trị tại Đông Giang, công việc của ông ấy cũng phải có người tiếp quản. Trước khi đến Nam Tích, Lý Trường Vũ đã tìm hiểu toàn diện về tình hình chính trị của Nam Tích, cũng hiểu rõ về công việc mà Trần Hạo đang phân quản, Lý Trường Vũ cười đáp, vậy tôi sẽ tiếp nhận công việc đó trước, xử lý ổn thỏa mọi việc rồi mới tiếp tục các việc khác. Hạ bá đạt cười, Trường Vũ à, nhiệm vụ đó của Phó Thị trưởng Thường ủy rất nặng nề vất vả, cậu phải chuẩn bị thật tốt về mặt tư tưởng đó. Lý Trường Vũ mỉm cười, trước đây công việc mà tôi đảm nhiệm cũng là công việc này, nói thẳng ra, chức vị này của tôi chính là giàu vạn năng, chỗ nào cần thì xoa vào đó. Hạ bá đạt nghe những lời này không chút lọt tai nhưng y cũng không nói được gì, đành cười ha ha, hy vọng việc cậu đến sẽ đem lại cho Nam Tích một viễn cảnh mới mẻ hơn. Lý Trường Vũ đáp, chỉ dựa vào cá nhân thì không thể thay đổi được điều gì, chỉ có dựa vào sức mạnh đoàn kết của tập thể mới có thể đem lại sự thay đổi thật sự cho Nam Tích. Tôi sẽ chăm chỉ hoành thành tốt công việc và nhiệm vụ của mình, sẽ làm cho nhân dân, thị trường hạ và cả bí thư từ hài lòng. Hạ bá đạt mỉm cười gật đầu, nhìn qua đồng hồ nói, vẫn còn chút thời gian, tôi và cậu hãy bàn về mấy vấn đề đang chờ giải quyết. Việc đầu tiên mà Hạ Bá Đạt đề cập đến là việc bán đấu giá khu đất sân vận động cũ. Hạ Bá Đạt nói, việc này nếu không phải vì Trần Hạo đổ bệnh thì đã được giải quyết xong rồi. Bây giờ có rất nhiều thương nhân để ý tới khu đất này, phía ủy cũng đưa ra một phương án bán đấu giá. Sau khi cậu tiếp nhận công việc hãy giải quyết việc này trước, bán đấu giá phải dựa vào nguyên tắc công khai và công bằng, để các thương nhân dựa vào thực lực của mình mà hội bàn, cự tuyệt mọi quan hệ thân thiết, cố gắng để lợi ích hóa tổ chức. Lý Trường Vũ Cười, Câu cuối mà Hạ Bá Đạt nói có chút hàm ý, cố gắng để lợi ích hóa tổ chức chẳng phải là phải đưa ra một mức giá cao nhất có thể. Việc này có gắng mấy thì cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời mà thôi. Trường Vũ đáp lời, việc này có phải do Trương Dương đang đảm nhiệm. Hạ Bá Đạt cười, là hắn, tiểu tử hắn cũng thật là giỏi. Sau khi đến Nam Thích này đã thúc đẩy công việc biến chuyển hẳn, sau này các cậu sẽ có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn đấy. Y cố ý dừng lại nửa chừng, trường vũ à, tôi nghe nói quan hệ giữa cậu và Trương Dương cũng không thường. Lý Trường Vũ mỉm cười nói, có thể coi tôi là người dẫn đường cho cậu ta trong chốn chính trị này, có thể miễn cưỡng coi là sự phụ của cậu ta. Hạ bá đạt nói một cách đầy thâm ý, một ngày là thầy cả đời làm cha, cậu đã đến Nam Thích rồi, Trương Dương át hẳn là rất vui mừng. Lý Trường Vũ đáp, việc công tư phân minh đương nhiên sẽ không để quan hệ lẫn vào công việc, thị trường hạ yên tâm. Tôi sẽ đối xử với Trương Dương giống như với các đồng chí khác. Hạ bá đạt ưm một tiếng, nhưng trong lòng lại không hề tin tưởng chút gì vào câu nói này của Lý Trường Vũ, một chút cũng không tin. Hạ bá đạt gọi điện cho Trương Dương ngay trước mặt Lý Trường Vũ, Trương Dương nhận điện thoại, hạ bá đạt liền cất giọng cấp trên mà nói, tiểu trương à, phó thị trưởng Lý đã đến rồi, 6 rưỡi tối nay sẽ mở tiệc đón mừng tại nhất chiêu chính phủ, cậu cũng đến tham gia nhé. Trương Dương cầm điện thoại liên tiếp ho khan vài tiếng, mãi mới dứt được cơn ho mà nói, thị trưởng hạ, hay là cháu không đến nữa, cháu đang bị cảm nặng. Ngộ nhỡ lây bệnh sang các lãnh đạo, cháu không gánh chịu được trách nhiệm này đâu, hắt xì, hắt xì. Hạ bá đạt nhân mày, nghe tiếng điện thoại có thể biết được Trương Dương không nói dối, giọng nói của hắn bị khản đặc giọng mũi, lại liên tục bị hắt xì hơi. Hạ bá đạt nói, nếu vậy thì thôi, cậu cứ ở nhà dưỡng bệnh cho tốt. Trương Dương đáp, thật ngại quá, thị trường hạ, ngài giúp cháu giải thích cho phó thị trưởng lý, hắt xì. Hắt, hạ bá đạt dập máy, đành lắc đầu với Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ hỏi, Trương Dương bị ốm hả? Hạ bá đạt đáp, bị cảm, tối nay cậu ấy không tới được. Lý Trường Vũ gật đầu, kỳ thực y cảm thấy Trương Dương không thích hợp tới sự bữa tiệc đón mừng tối nay, cho dù cấp bậc của Trương Dương cũng được tính trong đó, nhưng có đến cũng chỉ làm nền thôi. Hạ bá đạt chỉnh lại y phục nói, đi thôi, chúng ta qua đó thôi. Thật đúng như suy nghĩ của Lý Trường Vũ, nếu Trương Dương đến dự thì chỉ làm nền cho người khác những bữa tiệc đón tiếp của quan lại kiểu này hắn đi thực chẳng có ý nghĩa mấy nhiều quan lớn cấp bậc cao hơn hắn cũng tới dự nếu có mặt ở đây thì cũng không tới lượt hắn được hàn nguyên trò chuyện với lý trường vũ cần gì chứ cứ để cơ hội lại cho những kẻ cần giao lưu đến dự trương đại quan nhân cho rằng giữa mình và lý trường vũ không cần phải giao lưu hai bên đều biết rõ quan điểm lẫn nhau trương dương vừa ho vừa lau nước mũi bình thường hắn nghỉ ở nhà khách thể ủy thỉnh thoảng hắn cũng đến khu biệt thự Sơn Trang Long Vân Hy ở Lương Thành, nhưng rất ít khi đi một mình. Bây giờ, khu đất của thể ủy này sắp bị đem ra bán đấu giá, Trương Dương cũng đến lúc phải suy nghĩ xem mình nên ở chỗ nào. Trương Dương ngồi khoanh chân, hắn đang ngồi thiền tu tập một chút để điều hòa nội lực. Hắn bị cảm không chỉ vì bị nhiễm lạnh, mà chủ yếu là lúc xong tu gặp phải chút vấn đề. Quan sát tỉ mỉ chút có thể thấy, công lực của hắn vượt xa tần thanh, luyện xong tu lại có lợi hơn cho tần thanh, nhưng Tần Thanh lại không biết phải phối hợp thế nào để hắn tu luyện, thành ra mới gặp phải sự cố, may mà không quá nghiêm trọng. Nội lực trong cơ thể Trương Dương tăng lên và tuần hoàn không ngừng, chốc lát từ trên đỉnh đầu hắn đã bốc lên chút khói trắng, Trương Đại Quan nhân hít thở đều đặn, hơi thở ra khói từ từ phun ra từ miệng, cứ thế duy trì tới 3 ngày, hắn mới chậm chậm đưa được nội tức vào đan điền, mồ hôi được thải ra làm quần áo hắn ướt đẫm. Lúc này mới cảm thấy thân thể nhẹ nhõm hơn nhiều, hắn cởi bỏ y phục đi tới phòng tắm bật nước nóng để tắm sạch mồ hôi. Đang tắm thì nghe thấy tiếng chuông cửa, hắn nói lớn, đợt chút. Quấn khăm tắm quanh hông xong hắn vội ra mở cửa, hóa ra là thường hải tâm. Cô nhìn thấy Trương Dương mặc như vậy ra mở cửa liền đỏ mặt nói, anh mặc ít như vậy không sợ càng cảm nặng sao. Trương Dương cười một tiếng, cơ thể anh rất khỏe mạnh, cũng đã dần hồi phục rồi, em vào đi. Thường Hải Tâm cắn môi nói, ngại lắm không vào đâu, rồi cô đưa ra một gói thuốc cho trương dương mua thuốc cho anh này trương dương cười nhận lấy thường hải tâm mắt nhìn xuống dưới không dám nhìn hắn em đi đây trương dương nói vào đi em ngồi đợi anh anh vào phòng thay đồ rồi anh mời em đi ăn luôn thường hải tâm nghe giọng hắn không còn khản nữa cũng không thấy hắt xì hơi bây giờ mới tin là hắn đã đỡ hơn nhiều thường hải tâm cúi đầu ngại ngùng đi vào nhà ngồi đợi hắn ở phòng ngoài trương dương vào phòng thay đồ hắn vừa thay vừa nói, trên bàn có bình trà đại hồng bảo anh vừa pha xong, em lấy chén mà rót. Thường hải tâm ừm một tiếng, cô lấy chén rót trà uống, nhấp một gấp rồi nhẹ nhàng nói, nơi này có phải là sắp bị phá rỡ phải không anh? Trương Dương đáp, ừ, đấu giá đất năm trước sắp phải hoàn thành, nếu không phải thị trường trần đổ bệnh vào lúc then chốt này thì công việc này đã sớm được hoàn thành. Thường Hải Tâm thấy Trương Dương vứt quần áo bừa bộn khắp nơi liền giúp hắn thu dọn, Lúc dọn quần áo không may rơi ra một mảnh giấy, cô nhặt lên xem thì ra là tấm vé thu phí đường đi Lam Sơn. Cô thấy ngày giờ trên vé ghi là hôm qua, trong đầu nghĩ tối qua Trương Dương vội rời về trước thì ra là đi Lam Sơn. Cô không nói gì, chỉ đem đống quần áo để vào giỏ. Điện thoại của Trương Dương để ngay trên bàn trà, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Thường Hải Tâm nhìn lướt qua, là số của Tần Thanh gọi đến. Làm thư ký cho Tần Thanh lâu như vậy cô đương nhiên là biết rõ số điện thoại cô nói điện thoại này trương dương mặc áo jacket kít đen bước ra từ bên trong cầm điện thoại nói alo giọng tần thanh dịu dàng truyền đến tai là em đây trương dương cười đáp khỏi bệnh chưa tần thanh ừ một tiếng nhỏ giọng nói thật sự rất linh nghiệm em hôm nay không thấy gì nữa trương dương cười anh đã nói trước là em sẽ không sao rồi mà trước mặt thường hải tâm cũng không nên nói chuyện thái quá Trương Dương nói, chỗ anh đang có khách, đợi anh xong việc sẽ gọi lại cho em. Tần Thanh nói, cuối tuần có thể em sẽ đến Nam Tích, giám đốc đề nghị Nam Tích và Lam Sơn hợp tác sâu về vấn đề xây dựng cảng nước sâu, phía tỉnh cũng có ý như vậy. Mà trong buổi họp thường ủy hôm nay, các thường ủy cũng đã thông qua quyết nghị, cuối tuần bí thư thường sẽ đến Nam Tích bàn bạc chi tiết với bí thư tử của các anh đó, ông ấy bảo em đi cùng. Trương Dương cười đáp, hay lắm, nói đến đây, hắn lại bị ho khan một tiếng. Tần Thanh quan tâm hỏi, anh làm sao rồi? Có phải là bị cảm không? Trương Dương nói, không, vẫn khỏe mà. Hắn cúp điện thoại, thấy Thường Hải Tâm thản nhiên như không ngồi uống trà. Thường Hải Tâm tỏ ra thản nhiên, Trương Dương càng cảm thấy trột dạ. Nhà đầu này cũng là một nhân vật thông minh tuyệt đỉnh. Lẽ nào nghe mình nói chuyện điện thoại cô ta phát hiện ra điều gì rồi? Trương Dương cười, điện thoại của một người bạn ấy mà. Đúng rồi, nghĩ xong chưa, chúng ta đi đâu ăn tối đây? Thường Hải Tâm trả lời, tùy, anh mời em ăn cơm, em đâu dám bắt bẻ. Trương Dương đáp, đương nhiên là chủ phải chiều theo ý khách chứ, em nói đi. Thường Hải Tâm liền thản nhiên cười, vậy, anh đưa em đi ăn McDonald's. Trương Đại Quan Nhân nghe xong liền thấy nhức đầu, thứ hắn không thích ăn nhất chính là thứ đồ ăn nhanh này, nhưng đám phụ nữ lại rất thích món này, hắn đành phải gật đầu đồng ý, ok, anh sẽ đưa em đi món dở hơi đó vậy. Chấm, tối nay Bộ trưởng Ban Tổ chức Khổng Nguyên rất vui mừng, Lần này tới Nam Tích thật không uổng công, đưa đến một phó thị trường, đổi lại với được một nữ cán bộ rất có tiềm chất. Phó bộ trưởng tuyên truyền của Nam Tích cô Dương Viện là một mỹ nữ xinh đẹp và thông minh, lại rất biết ăn nói. Sau khi đưa bộ trưởng Khổng đi tham thú một vòng chùa Bảo Liên, tình bạn giữa hai đồng chí đã tăng cấp đột ngột. Bộ trưởng Khổng đã ám hiểu với cô rằng muốn tâm sự sâu hơn nữa, Dương Viện lại vui vẻ tỏ ý lúc quay về sẽ đến phòng của bộ trưởng Khổng để tiếp tục nghe lãnh đạo chỉ bảo buổi tiệc này tuy tổ chức để chào mừng Lý Trường Vũ, nhưng chủ yếu lại tập trung vào Bộ trưởng Khổng Nguyên, có mặt Bộ trưởng ở đó, ông có cấp bậc cao nhất nên tối nay ông trở thành trung tâm nơi mọi người đổ dồn con mắt vào. Sau khi uống vài chén rượu, Bộ trưởng Khổng liền lấy ta che miệng chén cười, tử lượng của tôi kém lắm, mọi người cứ tự nhiên. Từ Quang Nhiên nói, Bộ trưởng Khổng, ngài không uống bạch tử thì chuyển sang uống thái điêu nhé. Bộ trưởng Khổng cười lắc đầu, không được, nhiều tuổi rồi, cơ thể không giống như trước nữa bây giờ tử lượng cũng đã giảm hẳn, lúc thanh niên có thể uống được 8 lạng, nhưng bây giờ chỉ hai lạng đã sao rồi. Hạ bá đạt cười, tôi cũng đồng cảm với bộ trưởng khổng, trước đây tôi có thể uống được hai lạng, giờ chỉ mới nhấp một chút là đã say rồi. Cho nên tối đến giờ y vẫn đang uống nước ngọt. Lý trường vũ cười, đó là vì thị trường hạ đang bảo vệ sức khỏe, trước giờ tôi uống rất kém, có kiên trì mấy cũng chỉ nửa vò rượu, có cho tôi uống nhiều tôi cũng không thể uống được. Uống là phải để tự nhiên, không nên miễn cưỡng, Từ Quang Nhiên cười nói, thị trưởng Lý nói rất đúng, Từ lượng đến đâu thì uống đến đó, nhất thiết không được phô trương, cái gì cũng không được quá đà. Uống nhiều quá lại say mềm ra. Hạ Bá Đạt để ý thấy Từ Quang Nhiên gọi Lý Trường Vũ là thị trưởng Lý mà không có chữ phó, dám ngang nhiên gọi Lý Trường Vũ như vậy ngay trước mặt mình, thực là mạo phạm mình đây mà, trước mặt biết bao cán bộ như vậy, Từ Quang Nhiên y lẽ nào lại quên mất thêm một chữ phó trước tên xưng hô chứ? xưng hô như vậy liệu có phải là ám chỉ mình, sau này uy quyền của thị trưởng hạ bá mình sẽ bị uy hiếp sao? Đa số mọi người đều nghe ra câu nói lúc nãy của từ quang nhiên, lời nói đầy hàm ý, khổng nguyên nói uống nhiều không chỉ say, không cẩn thận còn chết người đó, thế nên nhất định phải biết rõ tử lượng của mình. Không nắm chắc chắn sẽ làm tổn thương chính bản thân thôi. Hạ bá đạt cười, thế nên tôi mới cai rượu, không uống nữa, tôi không uống được, không uống đâu, khi nhìn về phía Lý Trường Vũ, thị trưởng Lý uống giỏi hơn tôi nhiều, cậu phải uống cùng bí thư từ đó. Lý Trường Vũ hiểu rõ, hai vị lãnh đạo cao cấp nhất ở Nam Tích này đang mượn việc uống rượu này để tranh cao thấp đây. Trước mặt họ làm như nói chuyện uống rượu nhưng thực chất lại đang lên lớp mình. Hiện giờ chiến trường chính trị ở Nam Tích này còn phức tạp rối ren hơn tưởng tượng của Trường Vũ, rốt cuộc mối quan hệ giữa Từ Quang Nhiên và Hạ Bá đạt như thế nào, mình đến đây liệu có làm cho hai người sinh ra quan hệ thù định đối đầu không? mọi việc phải chờ thời gian nghiệm chứng, dù có là chính khách che giấu khuyết điểm tốt đến mấy thì qua thời gian cũng dần lộ ra bản chất giả tạo. Lý Trường vô tỉnh táo nhận ra đằng sau những bộ mặt cười nói vui vẻ là chữ giả dối, có rất nhiều kẻ không hoan nghênh y đến đây, còn có một bộ phận lớn cán bộ giữ thái độ nghi ngờ đối với y. Việc muốn nhanh chóng triển khai cục diện ở Nam Tích này chắc cần phải chứng minh năng lực của mình với tất cả bọn họ, cho họ nhận thấy ý nghĩa sự tồn tại của mình. Từ quang nhiên cầm chén rượu lên, tối nay tôi thay mặt toàn bộ ban lãnh đạo thị ủy tỉnh Nam Tích, hoan nghênh thị trưởng Lý đến đây, hy vọng đồng chí trường Vũ có thể đem lại một tương lai mới cho Nam Tích. Những người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, từ quang nhiên đang cố ý thổi phồng Lý Trường Vũ, tầng bốc Lý Trường Vũ cũng là nhằm hạ thấp thanh thế hạ bá đạt. Trong lòng hạ bá đạt rất bực mình, lúc biết tin Lý Trường Vũ được phái đến Nam Tích, y đã nghĩ khác hẳn, cho rằng tạm thời cứ liên thủ với từ quang nhiên, để biên giới hóa Lý Trường Vũ. Nhưng qua biểu hiện của Từ Quang Nhiên hôm nay, lão hồ ly này lại hoàn toàn tỏ ra có thiện ý với Lý Trường Vũ, lẽ nào lão muốn liên kết với Lý Trường Vũ đối phó mình? Hạ bá đạt nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy bất an, việc Lý Trường Vũ đến Nam Tích là quyết định của tỉnh, có thể nói là ý của bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương. Mà trước đây y lại là người được cố dẫn chi đề bà trước khi nghỉ hưu, với thân phận đó y rất nhạy cảm trước mọi việc, theo quy luật của chốn quan trường mà nói, những lãnh đạo đương nhiệm chắc chắn sẽ không ủy nhiệm lòng tin đối với mình, lẽ nào Kiều Trấn Lương định đánh động mình. Nhưng Hạ Bá đạt lại cho rằng bản thân mình không có khuyết điểm gì, từ khi nhận chức ở Nam Tích, y luôn cẩn trọng dè dặt, làm việc gì cũng suy đi tính lại cẩn thận, Kiều Trấn Lương chắc là không tìm được khuyết điểm gì cả. Nhìn cách nói chuyện thân thiết nhiệt tình giữa Lý Trường Vũ và Từ Quang Nhiên, Hạ Bá đạt đột nhiên cảm thấy khủng hoảng, Từ Quang Nhiên nhất định đã nhìn thấy lực lượng đứng phía sau Lý Trường Vũ, y không phải là đang kiêng nể Lý Trường Vũ mà là nể bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương, trái lại với mình, Từ Quang Nhiên vốn chẳng cần phải sợ mình. Lúc uống rượu, Từ Quang Nhiên lặng lẽ quan sát sắc mặt Hạ Bá Đạt, tuy trên mặt Hạ Bá Đạt vẫn nở nụ cười nhưng ánh mắt hắn đã thay đổi. Từ Quang Nhiên rất hiểu con người Hạ Bá Đạt, trước khi xác định được Lý Trường Vũ sẽ đến Nam Thích làm phó thị trưởng, Hạ Bá Đạt đã chủ động đối tốt với mình, ý đồ của y rất rõ ràng, muốn liên thủ với mình, biên giới hóa Lý Trường Vũ nhưng từ quang nhiên nhận thấy hạ bá đạt nghĩ quá đơn giản, phía tỉnh sẽ không tự dưng vô cớ mà phái lý trường vũ đến Nam Tích, nếu mình và hạ bá đạt liên kết lại, có khi sẽ chưa tốt thành xấu, làm cho các lãnh đạo tỉnh phản cảm với các cán bộ phía thị mình. Vấn đề bây giờ là phải nhằm tiếp hành điều chỉnh kịp thời. Sách lược của từ quang nhiên bây giờ là cầu ổn trước, có quá nhiều sự việc xảy ra, chỉ có ổn định được tình hình mới có thể giải quyết tận gốc được từng việc. Lý trường vũ cũng được, hạ bá đạt cũng được, nói cho cùng thì họ làm cũng vì phục vụ lợi ích chính trị của họ chứ không phải là phục vụ từ quang nhiên y, trong con mắt từ quang nhiên, hai người họ ai làm thị trường cũng giống nhau cả, quan trọng là kẻ nào làm ảnh hưởng tới lợi ích chính trị của y. Khổng Nguyên dùng thân phận người ngoài cục diện mà thờ ơ với mọi việc đang xảy ra trước mắt, chính trị vốn là sự tranh giành quyền lực hết lần này đến lần khác, không phải đông phong áp đảo Tây Phong thì là Tây Phong áp đảo lại sự tranh giành chính trị ở Nam Thích trong tương lai sẽ là do chính bàn tay của bí thư Kiều Trấn Lương đạo diễn, khổng nguyên y chỉ chịu trách nhiệm điều chỉnh. Y đã đưa người đến coi nhưng hoàn thành nhiệm vụ, sau này các cán bộ này có tranh đấu ra sao, y chẳng cần phải quản. Thường Hải Tâm ngồi ăn một cách ngon lành còn Trương Đại Quan Nhân lại miễn cưỡng đối phó với chỗ thịt gà khô khốc phủ đầy bột chiên. Hắn thở dài, thật không hiểu nổi, món này ngon ở chỗ nào chứ, vị thì chua, chẳng có gì hấp dẫn cả. Thường Hải tâm cười, đơn giản, vệ sinh. Trương Dương nói, đơn giản thì đơn giản thật, vệ sinh thì anh chưa chắc. Nhìn qua đa phần là cha mẹ đưa con cái đến ăn, món đồ Tây này đã đánh đúng vào tâm lý của người tiêu dùng, thu hút trẻ con là đã thu hút được cả lượng người tiêu dùng chính rồi. chương 602, Nâng rượu thâu đêm. Trương Dương nói tiếp, cuối tuần cha em sẽ đến Nam Tích đó. Thường Hải Tâm vẫn chưa biết tin này, ngạc nhiên lẫn mừng rỡ hỏi, thật chứ, Trương Dương gật đầu, thích thú hỏi, em không biết sao. Thường Hải tâm đáp, từ lúc đến Nam Thích em vẫn chưa về thăm nhà, vốn định cuối tuần này sẽ về. Trương Dương nói, trung tâm thể thao vừa mới được thiết lập, công việc gần đây lại bận rộn, đợi qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Thường Hải Tâm nói tiếp, đường đường thực rất giỏi, chị ấy đã đưa ra được phương án cụ thể, dự tính sẽ hoàn thành toàn bộ công việc trong một tuần thôi, tiết kiệm hơn 20 vạn so với việc chúng ta đi tìm Lam Hải. Trương Dương chố mắt nhìn, khoa trương vậy, cái tên của Minh Kiện xấu xa tham lam này, lại đòi nhiều tiền như vậy sao? Thường Hải Tâm giải thích, không phải là tham, mà giá trình tự chủ tính vốn cao như vậy rồi, lần này đường đường giúp ta cả việc lớn, mà người ta lại còn không lấy công, Cao Liêm Minh tuy là hay khoa trương hết vốn nhưng y vẫn làm được chuyện. Trương Dương đắc ý cười ầm lên, điều này cũng chứng minh là con mắt nhìn nhận của hắn quả không sai, Cao Liêm Minh cũng là một nhân tài. Thường Hải Tâm nói, em đang cân nhắc chuyện sẽ tặng Đường Đường chút quà sau khi việc này hoàn thành để tỏ lòng cảm ơn. Trương Dương hỏi, tặng gì mới được? Thường Hải Tâm đáp, hay là tặng chị ấy một cái notebook, dù sao chị ấy cũng làm ngành này mà máy tính của chị ấy cũng cũ rồi. Trương Dương gật đầu một cách sảng khoái, giúp chúng ta tiết kiệm được hơn 20 vạn, như thế này đi, mua tặng cô ấy một cái lép khoảng 30 vạn đồng. Em cứ viết vào báo cáo, anh sẽ phê duyệt. Thường Hải Tâm cười nếu hiệu suất làm việc của các lãnh đạo khác cũng giống anh như vậy thì đất nước ta đã thực hiện được chính sách tiểu khang rồi. Trương Dương đáp, của đáng tiêu thì phải tiêu, không đáng thì không được lãng phí. Dự án lớn như trung tâm thể thao mới, phía thị lại ủng hộ không nhiều nên chúng ta chỉ có thể tự nghĩ cách, đợi bán đấu giá xong mảnh đất sân vận động cũ, có được khoản tiền đó, chúng ta sẽ ổn hơn thôi. Thường Hải Tâm nói, anh ý, càng ngày càng giống người làm quan, mở miệng ra là nói đến chuyện quan trường. Trương Dương đáp, tốt xấu gì anh cũng là một cấp lãnh đạo, hình như có người từng nói, làm quan tức là cống hiến cả cuộc đời của mình, sẽ không còn thừa chút thời gian nào dành cho bản thân nữa. Thường Hải Tâm đã ăn xong cánh gà, lấy khăn giấy lau miệng và nói, được rồi, tan làm rồi không được nói đến chuyện chính trị nữa, hay là em mời anh đi xem phim. Trương Dương không hứng thú mấy với phim ảnh, nhưng Thường Hải Tâm đã đề xuất, hắn cũng ngại từ chối, đành gật đầu, được. Anh thích xem phim võ thuật, thường hải tâm nói tiếp loại phim đó thật là chán chúng ta đi xem a à, cam chính chuyện đi phim mỹ đó nghe nói rất cảm động thế là trương đại quan nhân bị thường hải tâm lôi đến dạp chiếu phim nhưng việc thường hải tâm vội mời trương dương đi xem phim thật là một sai lầm lúc vừa ngồi xuống xem thì điện thoại rung chuông liên tục hết cuộc gọi này lại đến cuộc gọi khác không chỉ chính hắn không tập trung xem phim được mà cả thường hải tâm cũng bị làm cho ngồi không yên mấy khán giả ngồi xung quanh cứ trợn mắt nhìn trương dương kiểu khó chịu hắn cũng thấy ngại đành lấy tay che điện thoại quay sang nói với thường hải tâm anh ra ngoài nhận điện thoại rồi sẽ vào ngay thường hải tâm gật đầu trương dương đi ra nhận cuộc điện thoại là lý trường vũ gọi đến sau khi đến nam thích lý trường vũ vẫn chưa gặp mặt trương dương phía thị lại giao cho ông phân quản việc trung tâm thể thao trương dương lại là chủ nhiệm thể ủy vì chuyện công việc đương nhiên họ sẽ thường xuyên phải gặp nhau bàn bạc lúc nãy gọi đến lý trường vũ cũng đoán được là trương dương đang ở dạp chiếu phim trương dương ra ngoài mới nói chú lý buổi tiệc đón mừng đã kết thúc rồi ạ à? lý trường vũ cười trách tiểu tử cậu ốm mà vẫn chạy lung tung hả cậu thà đi xem phim còn hơn là đến ăn cơm với ta phải không trương dương vội vàng giải thích chú đến nam tích cháu đương nhiên là rất hoan nghênh mà là nhiệt liệt hoan nghênh ấy chứ nhưng bữa tiệc đón tiếp đó là sâu khấu của các lãnh đạo cao cấp cháu đến đó làm gì chứ cháu mà phải ngậm miệng không nói gì là không thể chịu được cháu mà nói nhiều lại nhỡ làm cho các lãnh đạo mất hứng thế nên cháu nghĩ kỹ lại thấy mình không đi là tốt hơn chú lý chú cũng đừng gấp tối mai cháu sẽ mở tiệc đón mừng chú lý trường vũ đáp tối mai mấy vị thị trưởng với phó thị trưởng lại mời đi ăn ta không rảnh rồi trương dương nói vậy tùy chú chọn thời gian cháu sẽ nghe theo sự sắp xếp của chú lý trường vũ nói bây giờ đi Ta ở nhất chiều phòng số 88 lầu 3. Cậu qua đây rồi chúng ta sẽ đi ăn. Trương Dương vừa nghe xong sửng sốt, không ngờ Lý Trường Vũ lại nóng lòng muốn gặp mình đến như vậy, nhưng bộ phim đã chiếu xong đâu. Lý Trường Vũ hỏi, sao thế? Không tiện à? Trương Dương đáp, có gì mà không tiện ạ, à? chỉ là thấy tò mò sao hôm nay chú lại có thời gian gặp cháu. Lý Trường Vũ cười ha ha, gặp rồi nói. Trương Dương quay trở vào nói với Thường Hải Tâm một tiếng lúc này cô lại vừa xem đoạn phim cảm động, khóc thút thít. Nghe Trương Dương bảo phải đi, cô vừa gật đầu vừa dùng khăn lau nước mắt. Trương Đại Quan Nhân nghĩ thầm, không phải là yếu ớt đến thế chứ, không phải là nghĩ bản thân bị bỏ lại một mình ở dạp chiếu phim đấy chứ. Đến mức cô đau lòng mà khóc. Trương Dương có ý xin lỗi, hải tâm, đừng khóc, hôm nay anh thực sự có việc, đợi mai rảnh anh sẽ đưa em đi xem lần nữa nhé. Thường hải tâm biết hắn đang hiểu nhầm, vừa lau nước mắt vừa bảo, em bị bộ phim làm cảm động chứ không phải là cảm thấy tủi thân đâu. Trương Dương nghe thế mới biết mình nhầm, cười ngại rồi đứng lên đi ra, trong lòng có chút bực mình khó hiểu, không phải là bộ phim về một hai thằng đần sao, sao lại có thể cảm động đến vậy chứ. Lúc Trương Dương đến nhà khách chính phủ nhất chiêu đã là 10 giờ tối. Hắn đứng bên dưới lầu gọi cho Lý Trường Vũ, như vậy Âu cũng là sợ gặp phải người quen. Lý Trường Vũ nhận điện thoại liền mau chóng đi xuống, Ông nhận ra chiếc xe bán tải của Trương Dương, vội đi đến mở cửa lên xe. Trương Dương lễ phép nói, "Thị trưởng Lý, hoan nghênh thị trưởng Lý đến Nam Tích công tác." Lý Trường Vũ cười chỉ chỉ vào hắn, "Tiểu tử cậu, vẫn hay nghịch ngợm như vậy." Trương Dương nói tiếp, "Chúng ta đi ăn chút gì ở nhà hàng đối diện nhé." Lý Trường Vũ gật đầu, ông vừa tới Nam Tích nên cũng có ít người biết mặt, làm gì cũng thấy tiện lợi. Đợi qua một thời gian nữa, việc xuất hành của ông E là sẽ không dễ dàng như vậy nữa, được tất sẽ có mất. Song song với việc đạt được quyền lực ở chốn quan trường thì sẽ bị mất đi chút quyền tự do ở một số phạm vi nhất định, nhưng việc này cũng không thấm gì so với niềm vui mà quyền hành đem lại. Đây cũng là lý do vì sao mà nhân viên trong thể chế không ngừng nỗ lực với lên cao nữa. Tuy buổi tối Lý Trường Vũ đã uống rất nhiều rượu, nhưng lại chưa ăn được mấy. Lúc này bụng có hơi đói, còn Trương Dương đi ăn McDonald's với Thường Hải Tâm, hắn chỉ đi cùng nhìn chứ không hề ăn, hắn thực còn cảm thấy đói hơn Lý Trường Vũ. Hắn gọi hai đĩa rau trộn và cả một con vịt xa hoa. Trương Dương lúc nào cũng đem theo thanh giang đặc cung, hắn lấy ra một bình, cười nói có rượu quê hương càng thêm cảm giác thân thiết, uống cái này chứ ạ. À? Lý Trường Vũ cười, ơ, nhưng hôm nay ta uống cũng nhiều rồi. Trương Dương rót rượu cho ông, chú uống được bao nhiêu thì uống vậy, cháu không ép. Lý Trường Vũ cười ha ha, cậu dám sao? Trương Dương đáp, không dám, chú là phó thị trưởng, lại còn là cấp trên của cháu, có cho mượn thêm lá gan cháu cũng không dám. Lý Trường Vũ ăn chút thức ăn rồi bình phẩm, món ăn của Nam Tích hơi nhạt, không hấp dẫn như món ăn ở Giang Thành. Khẩu vị nhìn Nam Thành quen, giờ đột nhiên thay đổi, thì chỉ ít cũng không quen lắm. Trương Dương cười, món ăn Giang Thành vừa cay vừa mặn nhưng lại rất hấp dẫn. Xét từ góc độ dinh dưỡng học mà nói, phương pháp nấu ăn ở Giang Thành có lợi hơn cho sức khỏe nói đến đây trương dương không khỏi thêm câu chú lý dạo này sức khỏe thế nào ạ nếu là mới quen biết lý trường vũ chắc chắc sẽ cho rằng hắn đang ám chỉ mình nhớ lúc đầu mình nhất thời máu lửa quyết chơi sao 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 cắt xuân lệ trong xe ở sông xuân thủy suýt nữa thì mất toi mạng nếu không gặp được trương dương e là bây giờ ông ngủ một giấc ngàn thu nghĩ lại thì trương dương thật là quý nhân của mình mà quan hệ giữa hai người lại thân thiết hòa hợp vừa là thầy vừa là bạn Tuy nhiên cứ khi nào tiểu tử này nói đến vấn đề sức khỏe, Lý Trường Vũ lại cứ cảm thấy hắn đang hỏi mình về việc tế nhị đó, thân làm lãnh đạo, lại là trưởng bối của Trương Dương, thực là thấy xấu hổ, ông ho khan một tiếng, vẫn tàm tạm. Trương Dương nhếch môi cười, điều cười của hắn trông có vẻ gian xảo, "Chú Lý, chú nói chỗ nào tàm tạm?" Lý Trường Vũ đỏ mặt, tên tiểu tử hỗn láo này vẫn không thay đổi được cái tính khí thích gây sự, có kiểu nói chuyện với lãnh đạo như này sao? Lý Trường Vũ đáp, thì chỗ nào tạm tạm trước đây? Nói xong câu này, ông lại cười ầm lên, rồi tự giải thích, không ổn lắm, không thể so sánh với thanh niên các cậu được rồi. Trương Dương đáp, chú Lý, chú vẫn đang thời sung sức, tình lần này phái chú đến làm phó thị trưởng thường vụ Nam Tích, tiền đồ thực rộng mở. Chính Lý Trường Vũ lại mong muốn sớm có ngày quay trở về phía tỉnh, tỉnh điều ông tới đây, nhìn qua thì có vẻ như điều chỉnh cung cấp, nhưng trên thực tế là muốn ông đến đảo loạn chính cục Nam Tích, Bí thư Kiều phía tỉnh ủy rõ ràng không bằng lòng với ban lãnh đạo đương nhiệm của thành phố này. Ông cũng ý thức được, mình đến Nam Tích nhất định phải nhanh chóng lập được thành tích, như vậy mới gây dựng được lòng tin của các lãnh đạo đối với bản thân. Lý Trường Vũ nói, "Trương Dương, ta đến Nam Tích không phải là vì tiền đồ rộng mở, ta đã lăn lộn trên trường chính trị bao nhiêu năm trời, có việc gì mà chưa từng gặp chứ. Đến cái tuổi này rồi, việc gì cũng nhìn thấu đáo, ta muốn hành sự một cách kiên định, làm chút việc vì nhân dân." đóng góp một phần công đức cho Nam Tích. Sau này lúc rời khỏi Nam Tích, người ta vẫn còn nhắc tới tên của Lý Trường Vũ ta, ghi nhớ những việc ta đã từng làm, chứ không phải mắng chửi sau lưng ta là kẻ tầm thường bất tài. Vậy là đủ rồi. Những lời này đều là thật lòng Lý Trường Vũ. Trương Dương gật đầu, cháu tin rằng chú sẽ đem lại thay đổi cho Nam Tích. Lý Trường Vũ cầm chén rượu lên chạm cốc với Trương Dương, vạn sự khởi đầu nan, ta phải tranh thủ sự khởi đầu tốt đẹp này. Tiểu tử cậu cũng phải giúp ta một tay." Trương Dương cười, còn phải nói, "Cháu nhất định sẽ tận tâm tận lực." Lý Trường Vũ nói tiếp, "Vì Trần Hạo đột ngột mắc bệnh nên ta phải tiếp quản công việc của hắn, phân quản của hắn lại chính là việc về khu đất nhà thể thao này. Cậu là chủ nhiệm thị ủy, cũng nắm rõ tình hình, phải bắt tay làm từ đâu, cậu hãy nói cho ta biết." Trương Dương đáp, "Trước khi thị trường Trần đổ bệnh đã chuẩn bị phần công tác đấu giá khu đất của thể ủy và sân vận động cũ." ông ấy bệnh nặng việc này đành bị gác lại phía thể ủy chúng cháu đã lập được phương án đấu giá hợp lý chỉ chờ lãnh đạo phê chuẩn đồng ý là xong chú đã đến đây hay là bắt đầu làm từ việc này lý trường vũ nói ngày mai ta sẽ hỏi ý kiến của bí thư từ vừa nói xong ông chợt nhớ ra một chuyện các khoản tiền thu được từ việc bán đấu giá phía thể ủy các cậu được bao nhiêu trương dương rất hào hứng với công việc này ắt hẳn là phải có chút lợi ích xem ra Lý Trường Vũ vẫn là người rất am hiểu Trương Dương. Trương Dương đáp 30%. Lý Trường Vũ nói tiếp cũng không ít. Trương Dương lại đáp không nhiều lắm, các khoản dùng để xây dựng công trình trung tâm thể thao mới còn chưa thanh toán, thế vận hội thể thao tỉnh lại sắp được tổ chức, chúng cháu đã mời rất nhiều huấn luyện viên ưu tú, nói chung đều phải dùng đến tiền cả. Tổ chức một thế vận hội không đơn giản chút nào, cháu cũng đã đánh liều vận mạng rồi, nếu tổ chức thế vận hội thất bại, e là cái chức chủ nhiệm thể ủy này của cháu khó mà giữ được. Lý Trường Vũ cười, cũng biết suy tính cặn kẽ đó chứ, nhưng mà chỉ lo khéo phụ không có gạo mà nấu, phía chính phủ không ủng hộ, e là việc này khó hoàn thành. Đúng là như vậy, cháu tính như bây giờ, các lãnh đạo đều trần trừ trong việc xuất vốn, tất cả đều muốn ngựa chạy khỏe nhưng lại không muốn cho ngựa ăn. Lý Trường Vũ nói, câu này của cậu là nói cho ta nghe hả? Trương Dương đáp, câu này chỉ là phiếm chỉ chứ không phải đặc chỉ, Thật sự, bây giờ việc gì cũng cần tới tiểu, không có tiền khó mà thành. Trước đây đều nói, chỉ cần có lòng say mê nhiệt tình sẽ khắc phục được khó khăn đánh đâu thắng đó, nhưng đó là thời đại khác. Bây giờ không những cần có lòng nhiệt tình, còn phải có năng lực, năng lực chưa đủ, trong tay còn phải có tiền có vốn. Thiếu một thứ cũng không được, thiếu một trong những thứ đó sẽ chẳng thể làm nên thành công gì. Lý Trường Vũ nói, lâu không gặp, tiến bộ không nhỏ nhỉ. Trương Dương đáp, đó gọi là không tiến thì tất sẽ lùi, nếu cháu không tích cực tiến bộ, sớm sẽ bị thời đại đào thải thôi. Việc đầu tiên Lý Trường Vũ đảm nhận là hạng mục bán đấu giá khu sân vận động, ông tưởng rằng sẽ gặp phải một số trở ngại, nhưng không ngờ công việc lại tiến hành hết sức thuận lợi, Từ Quang Nhiên lại thể hiện thái độ tương đối ủng hộ ông, Từ Quang Nhiên cũng biết rõ rằng, Lý Trường Vũ đến lần này đã có sự chuẩn bị đầy đủ, đến đây là để làm cho ra việc, phía tỉnh kỳ vọng vào Lý Trường Vũ nhiều như vậy ông ta nhất định phải chính thực được bản thân mình. Lý Trường Vũ có tinh thần hăng hái đầy nhệ khí như vậy, nếu ngay từ lúc bắt đầu từ quang nhiên đánh nhụt nhuệ khí ấy hẳn sẽ gây ra mâu thuẫn, vậy nên từ quang nhiên rất lý trí, y lựa chọn nhượng bộ, cứ lựa nước đưa thuyền, Lý Trường Vũ đã muốn làm việc như vậy, mình tuyệt nhiên không phải đối, ngược lại sẽ giúp đỡ, làm cho ông ta tự làm nhụt bớt cái nhuệ khí hăng hái đó đi, đợi tới lúc khí thế của ông tụt dốc, tôi sẽ xem xem ông còn làm được trò gì nữa. Từ Quang Nhiên chỉ nhấn mạnh hai việc với Lý Trường Vũ, việc thứ nhất là phải quan tâm đến tâm lý đầu tư của các nhà đầu tư vào mọi mặt, nhất định phải đảm bảo đấu giá công bằng chính trực, không được để mất lòng giới đầu tư trong việc lần này. Thứ hai, các khoản thu được từ đấu giá phải thống nhất do bộ phận tài chính quản lý, không được tự tiện làm chủ. Lý Trường Vũ đều đồng ý, nhưng việc mà ông làm tiếp sau đó làm cho mọi người đều kinh ngạc, Lý Trường Vũ giao cho Trương Dương toàn quyền quản lý công việc đấu giá sân vận động. Ông cho rằng trong phạm vi công tác mình phân quản, mình ra lệnh là được, có thể tự động giao việc cho người đáng tin cậy xử lý. Từ Quang Nhiên lại gật đầu đồng ý, đương nhiên y ngại không ý kiến gì về vấn đề này, nhưng y vẫn cảm thấy Lý Trường Vũ cũng hơi kinh suất, thân là bí thư thị ủy, y phải nhắc nhở Lý Trường Vũ, thế nên Từ Quang Nhiên đã chủ ý gọi đến cho Lý Trường Vũ nói thẳng, đồng chí Trường Vũ, tôi nghe nói đồng chí đã giao cho Trương Dương quản lý toàn bộ công việc đấu giá, có phải không? Lý Trường Vũ dùng ngữ khí kính trọng đáp lời, phong cách chính trị của ông luôn như vậy, đem lại cảm giác khiêm tốn nhỏ nhẹ. Đặc biệt là nói chuyện với các lãnh đạo, bí thư từ ông yên tâm, những việc ông bàn giao tôi đã ghi nhớ, tôi cũng đã nhấn mạnh với Trương Dương rồi. Từ Quang Nhiên hiểu rõ Lý Trường Vũ đang giả vờ không hiểu với mình, bèn thở dài nói: Trường Vũ, không phải tôi nói đến bản thân chuyện này, mà là nhận thấy việc quan trọng như vậy giao cho một cán bộ trẻ tuổi không thích hợp cho lắm. Lý Trường Vũ cười, "Bí thư Từ, tôi vừa tới Nam Thích, chưa quen với tình hình ở đây. Trương Dương lại là chủ nhiệm thể ủy, lại đã phụ trách công việc thể ủy trong thời gian dài như vậy, từ lúc có quyết định đấu giá khu đất đến bây giờ, về cơ bản hắn tham dự cả quá trình, hiểu rõ sự việc này hơn cả tôi. Tôi phân quản việc này, tôi sẽ chịu trách nhiệm làm việc, nhưng công việc cụ thể giao cho Trương Dương làm là tốt nhất, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì." Từ Quang Nhiên biết Lý Trường Vũ đã quyết định việc này, hơn nữa Lý Trường Vũ đã nói đến như vậy, y cũng không thể kiên quyết phản đối, y nói, vậy được, đồng chí đã tin tưởng Trương Dương như vậy, tôi sẽ đợi tin tốt của đồng chí. Nam Tích gần đây có nhiều việc trọng đại đương chờ xử lý, việc đấu giá khu đất sân vận động chỉ là một trong những việc đó. Việc càng nhất thâm mới là vấn đề lớn mà từ quang nhiên phải đối mặt, trong lần khảo tra này, Phó Giám đốc Quốc quyền có nói, việc Nam Tích và Lam Sơn hợp tác xây cảng nước sâu, lãnh đạo tỉnh cũng đã ngầm đồng ý với đề nghị của quốc quyền, mà việc cấp trên đã định thì từ quang nhiên không thể thay đổi được. Gần đây bí thư thị ủy Lam Sơn thường tụng đã đích thân đến Nam Tích bàn bạc với Y về việc này, Y cũng đành chấp nhận sự thực, lợi ích chính trị bị phân nhỏ đã không thể tránh khỏi những việc thật bị áp từ trên xuống, từ quang nhiên ngược lại bình tĩnh hơn hẳn, việc Y cần làm giờ đây là phải ổn định trận cước, Y dự cảm như có một nguy cơ sắp ập đến, vào những lúc này, Người không biết nhìn xa trông rộng tất sẽ tự chuốc lo âu, muốn dẹp mọi sóng gió bão táp trên hành trình của mình để đi tiếp nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Lo trước tính sau cẩn thận. Trong cuộc họp thị trưởng cùng ngày, Hạ Bá Đạt đã long trọng giới thiệu phó thị trưởng Lý Trường Vũ với các phó thị trưởng, sau đó cười nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên đồng chí Trường Vũ chính thức nhận chức, xin hoan nghênh đồng chí đứng lên phát biểu vài lời." Tất cả các phó thị trưởng đều đồng loạt vỗ tay. Lý Trường Vũ mỉm cười đứng dậy cảm ơn mọi người. Qua chàng vỗ tay, tôi thực sự cảm nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của các đồng chí đối với tôi, cũng cảm nhận được sự tín nhiệm của mọi người, đương nhiên cũng nhận được nhiều nhất chính là sự kỳ vọng lớn lao. Tôi xin phép dùng một câu châm ngôn xưa, lần đầu tới quý địa, mong được các vị chiếu cố nhiều hơn. Câu nói của Lý Trường Vũ đầy mùi giang hồ, khiến cho tất cả đề cười ầm lên, mọi người lại vỗ tay thật lớn, nhiều người là hoan nghênh sự có mặt của Lý Trường Vũ, đương nhiên cũng có ngoại lệ, Hạ Bá Đạt tuy tỏ ra hoan nghênh nhưng trong lòng lại cảnh giác với Lý Trường Vũ, y ý, ý, thức được Lý Trường Vũ đến đây sẽ đe dọa trực tiếp tới địa vị của mình. Ví như bữa tiệc tiếp đón ngày hôm qua, bí thư thị ủy từ quang nhiên rõ ràng đã tâng bốc ông ta, mục đích hẳn là lợi dụng Lý Trường Vũ để áp đảo mình, điều này đối với Hạ Bá Đạt, một kẻ vốn đã gượng gạo trên chốn chính trị nam tích thực như đổ thêm dầu vào lửa, y hiểu rõ, nếu không đưa ra đối sách gì e rằng mình sẽ là kẻ đầu tiên bị đá nít khỏi vòng chính trị của Nam Tích. Phó thị trưởng Vương Hải cũng không hài lòng, sau khi Trần Hạo đổ bệnh, y từng cho rằng việc mình đảm nhận chức phó thị trưởng thường vụ là chắc như đinh đóng cột, hơn nữa phía sau lại được Từ Quang Nhiên ủng hộ, Từ Quang Nhiên cũng đã tiến cử y, nhưng từ đâu lại nhảy ra tên Lý Trường Vũ, làm cho giấc mộng của Vương Hải trở thành bong bóng, y đã trở thành vật hy sinh đầu tiên trước khi Lý Trường Vũ đến Nam Tích. Câu nói của Lý Trường Vũ khiến cho Vương Hải không thấy lọt tai chút nào, y thầm nghĩ, đúng là nịnh bợ lấy lòng. Lý Trường Vũ mỉm cười nói tiếp, "Thưa các đồng chí, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau hiệp sức làm việc trên mảnh đất Nam Tích này, từ hôm nay tôi cũng là một phần tử của Nam Tích. Đây thực là niềm vinh dự và cũng là điều đáng tự hào của tôi. Tôi xin cống hiến toàn bộ sức lực và thành ý của mình, chứng thực được năng lực bản thân trong công tác thực tế." Tôi biết Mọi người còn chưa hiểu hết về con người tôi, vậy nên từ hôm nay trở đi, tôi sẽ dùng hành động để chứng minh, Lý Trường Vũ tôi là một người xứng đáng với chức vụ mà mình được giao phó. Đến với thành phố Nam Tích không phải vì chức vị mà là để làm việc, làm việc thật sự, những việc mà tôi làm bất luận là việc lớn nhỏ, đều là việc có lợi cho Nam Tích, có ích cho nhân dân. Tiếng vỗ tay lại không ngừng vang lên, lần này phó thị trưởng cùng kỳ vĩ vỗ tay khen ngợi đầu tiên về những lời phát biểu của Lý Trường Vũ, nói rất có thuyết phục mà lại chân thực, nếu mỗi đồng chí cán bộ đều có thể giác ngộ được như vậy, có thể đặt công việc lên trước chức vị, vậy thì ban lãnh đạo chúng ta sẽ đạt được hiệu suất làm việc cao hơn hẳn, đội ngũ cán bộ sẽ ngày càng thuần khiết trong sạch. Hạ Bá Đạt cũng vỗ tay, nhưng y vỗ tay và cười rất mất tự nhiên, lời Lý Trường Vũ nói như là đọc tuyên ngôn vậy, như là đang khiêu chiến với Hạ Bá Đạt, y nói, nói rất hay. Đồng chí Trường Vũ nói rất hay, y nói một cách cảm khái vẻ ngoài thì tán đồng nhưng bên trong lại thầm nghĩ nói hay đến mấy cũng không bằng làm cho tốt sau khi lý trường vũ ngồi xuống hạ bá đạt lại cười hỏi mọi người còn có câu hỏi gì không phó thị trưởng cung kỳ vĩ nói thị trưởng hạ tôi có việc cần báo cáo hạ bá đạt gật đầu trước đây y cũng từng đề phòng với cung kỳ vĩ gã này đảm nhiệm chức phó thị trưởng cũng có ảnh hưởng với phía tỉnh theo như tin tức nội bộ nắm được gần đây cung kỳ vĩ từng đã lên tỉnh được đính đạt nói chuyện với bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương, lại còn báo cáo chi tiết về khó khăn cụ thể còn tồn tại của cảng nước sâu Nam Tích, đưa ra ý kiến là ban lãnh đạo địa phương cần có cái nhìn tổng quan, hợp tác xây dựng cảng giữa Lam Sơn với Nam Tích mới có thể duy trì được lợi ích quốc doanh, ý kiến này của gã lại được Kiều Trấn Lương tan thưởng, làm động lòng Kiều Trấn Lương. Vì vậy Bí Thư Kiều đã đặc biệt can thiệp vào công tác nội bộ của thị trường Nam Thích và dưới tay can thiệp đó của Kiều Trấn Lương, Cung kỳ vĩ từ một cán bộ phân quản công tác thể thao không mấy quan trọng được đặt cách nhảy vào thành người chịu trách nhiệm công tác xây dựng cảng nước sâu, thậm chí đẩy ghế cả phó thị trưởng thường vụ Trần Hạo. Cung kỳ vĩ nói, phương diện xây dựng công trình cảng nước sâu đã được ổn định, chúng ta cũng tổng kết qua về những khuyết điểm còn tồn tại trong giai đoạn công tác đầu tiên, tiến hành nhiều hạng cải tiến. Tuần sau bí thư thường ủy thành phố Lam Sơn sẽ đích thân đến Nam Tích hội bàn về vấn đề hợp tác xây dựng cảng phía Lam Sơn cũng đã phái đại diện đến bàn bạc chi tiết với tôi. Theo tình hình họp bàn sơ bộ, tình hình triển khai xây dựng cảng nước sâu rất tốt đẹp. Chúng ta đều nhận định, chỉ cần sau khi xong phương hợp tác, vấn đề khó khăn trong việc đầu tư vốn sẽ hoàn toàn được giải quyết. Hay nói cách khác, chúng ta đã không cần tới nhiều vốn đầu tư ngoại lai như vậy. Hạ bá đà thực vẫn chưa hiểu rõ ý của cung kỳ vĩ là gì, Lý Trường Vũ lại hiểu được. Ông nhỏ giọng nói, ý của thị trường cung là, các khoản vốn đầu tư ngoại lai đó sẽ nâng cao được giá thành xây dựng của ta phải không? Cung kỳ vĩ gật đầu đáp, đúng vậy, căn cứ theo phương án chiêu thương ban đầu của chúng ta, vốn đầu tư ngoại lại sẽ chiến lĩnh 60% vốn xây dựng cảng nước sâu, số vốn đầu tư đúng chỗ hiện nay ước tính chỉ được 10% mức đầu tư, chiếm 6% tổng mức đầu tư, kỳ đầu tư thứ nhất khá thuận lợi, nhưng trong kỳ đầu tư thứ hai, tập đoàn tinh nguyệt lại chậm chạp không đưa lại số tiền như đã ký kết trong hợp đồng, phía Hà Trường An cũng chỉ hoãn việc đầu tư, hành động vi phạm hiệp ước của hai nhà đầu tư này làm cho công trình xây dựng cảng nước sâu của ta gặp phải tổn thất. Phía tập đoàn Tinh Nguyệt thậm chí còn thừa cơ ra điều kiện ngặt nghèo. Hạ Bá Đạt nói, việc này không phải đã được giải quyết rồi sao? Vốn đầu tư kỳ thứ hai của Hà Trường An đã được chuyển đến, phía Tinh Nguyệt cũng thông báo sẽ chuyển toàn bộ khoản đầu tư kỳ 2 trước cuối năm nay. Cung kỳ vĩ đứng dậy phân phát bản sao hợp đồng đầu tư cảng nước sâu cho mọi người mỗi người một bản nói tiếp, mọi người hãy nhìn thật kỹ, lúc đầu khi ký kết hợp đồng đầu tư cảng nước sâu, có thêm điều kiện kèm theo, nếu vì lý do phía bên đầu tư chỉ hoãn giao khoản đầu tư mà làm ảnh hưởng tới công trình, phía ta có quyền truy cứu trách nhiệm của họ, chi tiết cụ thể trong bản hợp đồng có ghi cụ thể. Khoản đầu tư của tinh Nguyệt đến nay vẫn chưa cung cấp, tổng cộng họ đã chỉ hoãn tới 2 tháng rồi. Cùng kỳ vĩ giờ bản hợp đồng trong tay, mở ra chỉ vào một dòng chữ đã tô chú đỏ trong hợp đồng ban đầu quy định, hay có nói, chúng ta có quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng đầu tư với tinh nguyệt, chúng ta không cần vốn đầu tư của họ. Tất cả mọi người đền ngẩn ra, hạ bá đạt hiển nhiên không thể tiêu hóa nổi những lời mà cung kỳ vĩ vừa nói, y nhỏ giọng nói kỳ vĩ. Cây nói rõ xem nào, cậu muốn hủy bỏ hợp đồng sao? Hạ bá đạt thực sự không hiểu nổi, hiện nay trong khi các địa phương toàn quốc đều nóng lòng khao khát nguồn vốn đầu tư, Chính phủ các nơi đều coi các nhà đầu tư như cha mẹ thì gã Cung Kỳ Vĩ này lại đòi đơn phương hủy hợp đồng đầu tư, thực không hiểu gã đang nghĩ như thế nào nữa. Cung Kỳ Vĩ nói tiếp, không sai, tôi đề nghị hủy bỏ bản hợp đồng đầu tư này, căn cứ theo hợp đồng, nếu tập đoàn Tinh Nguyệt cung cấp đầy đủ số vốn đầu tư, họ sẽ đầu tư khoảng 1 tỷ đồng, bây giờ họ mới đưa được 150 triệu, còn 850 triệu vẫn chưa đầu tư. Theo dự báo tính toán của chúng ta, nếu số vốn đầu tư 1 tỷ đồng của họ thuận lợi đầu tư vào cảng nước sâu thì trong vòng 30 năm tới, họ không chỉ thu hồi được vốn mà còn thu được phần lợi nhuận gấp 5 lần, hay nói cách khác họ đầu tư vào có 1 tỷ nhưng lại lấy về 50 tỷ hoặc là nhiều hơn thế, cứ theo mức độ phát triển như ngày nay, tôi cho rằng đây chỉ là dự tính lợi nhuận tối thiểu nhất. Tập đoàn Tinh Nguyệt tập đoàn đầu tư không tốt nhất trong các nhà đầu tư vào Nam Tích, họ cầm tịch trong vấn đề vốn đầu tư, ép buộc chính quyền Nam Tích ta, thách thức tính tôn nghiêm của ban lãnh đạo ta. Bây giờ tuy bên ngoài họ thông báo sẽ nhanh chóng cung cấp đầy đủ số vốn, đó là vì cục diện đầu tư có sự thay đổi, việc ép buộc chính quyền thất bại, họ cũng không muốn để mất chỗ lợi nhuận to lớn kiếm được từ cảng nước sâu nên mới thay đổi ý định. Nhưng họ đã quên mất một điểm, hành động của họ đã vi phạm hợp đồng, đồng thời lại vi phạm rất nghiêm trọng. Trước đến nay, tôi vẫn luôn chờ đợi, hôm nay cũng đã hết thời hạn trong hợp đồng quy định, vốn đầu tư của họ lại chưa chuyển đến, là họ đã chủ động đánh mất cơ hội chứ không phải là chúng ta cự tuyệt sự đầu tư của họ. Lý Trường Vũ nhìn về phía Cung Kỳ Vĩ, ông không quen y, nhưng những lời Cung Kỳ Vĩ nói lại làm cho Lý Trường Vũ cảm thấy đáng ngưỡng mộ. Cung Kỳ Vĩ là người cá tính, có tính quyết đoán, là loại người kiên trì các nguyên tắc hiếm thấy trong chốn quan trường. Hạ Bá Đạt nói, việc này không phải làn chuyện nhỏ, nếu chúng ta hủy hợp đồng, tất sẽ gây ra tâm lý hoan mang cho các nhà đầu tư, ảnh hưởng gây ra sẽ không thể dự đoán được. Cung kỳ vĩ lại tiếp tục, tôi đề nghị đơn phương hủy hợp đồng với tập đoàn Tinh Nguyệt, trình đơn mời luật sự, khởi tố và truy cứu trách nhiệm của tập đoàn Tinh Nguyệt vì vi phạm hợp đồng mà gây ra tổn thất cho công trình cảng nước sâu. Đối với các nhà đầu tư, chúng ta phải làm cho những bên không biết tuân thủ quy tắc biết sợ hãi, thông qua việc này cũng đạt được mục đích dung cây dọa khỉ, cho họ thấy tính tôn nghiêm của chính quyền tỉnh Nam Tích, muốn đầu tư vào Nam Tích thì phải giao thương một cách đàng hoàng, phải biết tuân thủ quy định. Phó thị trưởng Vương Hải nói, tôi nhận thấy việc này nên xử lý một cách thận trọng, thị trưởng Hạ nói rất đúng, hiện nay mọi người đều tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, ai sẽ đuổi các nhà đầu tư đi chứ. Cách làm của tập đoàn Tinh Nguyệt tuy là không đúng, nhưng giờ họ đã thừa nhận lỗi lầm, Nam Tích ta lại đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ của cải cách mở cửa, vấn đề tài chính vẫn còn eo hẹp. chương 603 Tín Ngưỡng Cung kỳ vĩ ngắt lời y, một người nếu như không có nguyên tắc, sẽ không có được sự công nhận của mọi người, một chính phủ không có nguyên tắc sẽ mất đi sự tín nhiệm. Cải cách chính trị thương yên thời nhà Tần, cải cách bước đầu nhấn mạnh, trước tiên phải lập được sự tin tưởng, muốn người khác tin tưởng, trước tiên phải làm được cái gọi là thành thật, phía chính phủ chúng ta sẽ thực hiện đúng tất cả các cam kết. Cung kỳ vĩ chậm rãi để bản hợp đồng xuống bàn, mục đích truy cứu trách nhiệm của họ không chỉ đơn thuần là để trừng phạt, mà còn để nói cho tất cả các thương nhận khác, không thể khiêu khích sự uy nghiêm của chính phủ. Hạ bá đạt không nói gì, vì y thấy lời lẽ của cung kỳ vĩ cũng có lý, nhưng nếu làm theo cách của cung kỳ vĩ, e sẽ gây ra sóng gió. Lý Trường Vũ nói, tôi mới đến Nam Tích, còn chưa rõ về việc này nhưng nếu căn cứ vào hợp đồng, tập đoàn tinh nguyệt thực đã vi phạm hiệp ước, dựa theo hợp đồng quy định, phía ta có quyền hủy bỏ hợp đồng này. Lý Trường Vũ nhìn cung kỳ vĩ cười, đồng chí kỳ vĩ, xem ra đồng chí từ lâu đã muốn dạy cho tập đoàn tinh nguyệt này một bài học rồi, Chắc vì trước đây chưa xác định việc Lam Sơn hợp tác với Nam Tích xây dựng cảng nước sâu nên đồng chí vẫn nhẫn nại. Bây giờ đã có quyết định Lam Sơn và Nam Tích hợp tác cùng xây dựng cảng, vấn đề vốn đầu tư cho Nam Tích làm đau đầu bấy lâu đã không tồn tại nữa. Hiện nay việc đầu tư của tập đoàn Tinh Nguyệt lại đúng lúc hết kỳ hạn, nên đồng chí mới đưa ra việc này. Cung Kỳ Vĩ cười xấu hổ, y quả thực đã nghĩ như vậy. Lý Trường Vũ nói, tôi thực không nắm rõ về hạng mục xây dựng cảng nước sâu, đồng chí Kỳ Vĩ nếu tận dụng số vốn đầu tư của tập đoàn Tinh Nguyệt vào xây dựng cảng thì số vốn đầu tư sẽ nhiều hơn khi ta hợp tác với Lam Sơn phải không? Cung kỳ vĩ gật đầu, không những vốn lớn hơn hẳn mà phần lợi nhuận họ được phân sau này còn nhiều nữa. Lam Sơn tuy được phân không ít nhưng số tiền đó dù sao cũng chỉ dùng cho nhân dân, đều sẽ cống hiến cho sự phát triển của kinh tế quốc doanh, còn tập đoàn Tinh Nguyệt lại muốn đầu tư khoản tiền đó tới Singapore. Tôi có thể đảm bảo rằng tương lai lợi nhuận mà cảng nước sâu đem lại là cực lớn, không phải chúng ta không cho các nhà đầu tư cơ hội kiếm tiền, mà là cho cơ hội nhưng họ không cần, tự để tuột cơ hội khỏi tay. Bây giờ việc vi phạm hiệp ước đã là việc thật, khi họ dùng vốn đầu tư để ép buộc chính phủ Nam Tích đã không ý thức được đã mất đi cái gì. Hạ Bá đạt nhỏ giọng, "Việc này, tôi cần phải bàn bạc với bí thư Từ Quang Nhiên một chút, cần phải thật thận trọng." Y ho khan một tiếng, "Tiếp theo chúng ta hãy nói đến việc phân công công tác của đồng chí Trường Vũ." Nói đến đây, Y không khỏi chú ý một việc, khổng nguyện đến đây đã truyền đạt lại ý kiến của phía tỉnh một cách rõ ràng. Hạ Bá đạt mình sẽ phụ trách chủ trì toàn bộ công việc của chính quyền thị, phụ trách về tài chính, thuế vụ, thanh tra và các hoạt động kinh tế trọng điểm. Còn lý trường vũ sẽ phụ trách công tác thường vụ của chính quyền thị, phụ trách cơ quan chính phủ thị như pháp chế, cải cách mở cửa, giám sát, nhân sự và bảo trợ xã hội, biên chế, giám quản tư sản quốc hữu, thống kê, thu hút đầu tư, dịch vụ hành chính công cộng, vật giá trọng tài. Đồng thời Hạ Bá Đạt y phải trợ giúp Lý Trường Vũ trong công tác tài chính và thuế vụ. Hạ Bá Đạt nói rõ những phân công cho Lý Trường Vũ rồi lại nói tiếp, hy vọng sau này ban lãnh đạo ta sẽ làm việc ngày càng hiệu quả. Tôi cũng tin rằng sự có mặt của đồng chí Trường Vũ sẽ đem tới cho chính quyền thị một không khí mới. Sau khi cuộc họp kết thúc, Lý Trường Vũ đi tới cùng với Cung Kỳ Vĩ, Cung Kỳ Vĩ nhìn thấy vội lễ phép chào thị trưởng Lý. Lý Trường Vũ mỉm cười, Kỳ Vĩ à, Đầu tư ngoại lai chiếm phần lớn tỷ lệ số vốn đầu tư xây dựng cảng phải không? Cung Kỳ Vĩ đáp, rất lớn, cho nên một khi việc đầu tư gặp vấn đề sẽ làm cho cả công trình rơi vào thế bị động, cũng sẽ làm cho chính phủ ta rơi vào bị động. Lý Trường Vũ nói tiếp, có phải cậu muốn nhân cơ hội này thay đổi tỷ lệ đầu tư vốn xây cảng phải không? Cung Kỳ Vĩ có chút ngạc nhiên nhìn Lý Trường Vũ, y nhận thấy vị phó thị trưởng mới đến này cũng thực tài giỏi. Bản thân mình còn chưa để lộ ra chút dụng ý đích xác nào thì vị lý trưởng Vũ này đã hỏi luôn tới vấn đề then chốt. Cung Kỳ Vĩ có chút xấu hổ cười nói, "Bị thị trưởng Lý nhìn ra rồi, đó mới là mục đích thực sự của tôi." Trầm ngôn có câu, "Của tốt thì giữ lấy mà dùng." Ban đầu công trình xây dựng cảng nước sâu vì nhiều nguyên nhân nên mới kêu gọi nhiều vốn đầu tư bên ngoài, việc làm này cũng có hạn chế của nó. Lần này vừa hay chính họ lại cho chúng ta cơ hội, tôi thấy nên tận dụng cơ hội này để thay đổi điều chỉnh hợp lý tỷ lệ đầu tư, cố đạt hết mức để bảo vệ lợi ích quốc gia. Lý Trường Vũ nói đầy thâm ý, Kỳ Vĩ à, cậu có từng nghĩ, làm vậy sẽ đắc tội với không ít người không? Cung Kỳ Vĩ đáp, là đảng và nhà nước đã đưa tôi vào vị trí này, tôi không thể chỉ giữ khư khư lấy chức vị mà không làm gì, trước giờ tôi vẫn cho rằng, mình một lòng đều là vì lợi ích quốc gia, bất cứ người nào vi phạm vào lợi ích này tôi đều không thể tha thứ được. Lý Trường Vũ gật đầu không nói gì, ánh mắt ông nhìn về phía xa bầu trời, trong lòng cảm thấy vui mừng, thì ra ở Nam Tích này vẫn còn có một cán bộ như Cung Kỳ Vĩ, ông tin rằng tương lai của thành phố Nam Tích sẽ càng sáng lạng. Việc Cung Kỳ Vĩ đưa ra, Hạ Bá Đạt không dám tự tiện chủ quyết, qua nhiều năm đảm nhiệm chức vụ bí thư đã làm cho y hình thành thói quen không tốt, mỗi khi gặp phải sự việc lớn, việc đầu tiên y nghĩ tới là xin chỉ thị, tuy không thoải mái với Từ Quang Nhiên nhưng y vẫn bàn bạc việc đó với Từ Quang Nhiên mục đích là để tháo gỡ trách nhiệm từ quang nhiên nghe xong liền trầm tư một lúc hai tay đan vào nhau hai ngón tay cái cứ lặp đi lặp lại mà chạm vào nhau hạ bá đạt nói bí thư từ việc này ông thấy thế nào từ quang nhiên không thể hiện rõ thái độ của mình y cười bá đạt câu cứ nói ra ý kiến của cậu trước đi hạ bá đạt đáp việc này thực sự rất khó xử lý cung kỳ vĩ nói cũng không sai phải giáo huấn cho những nhà đầu tư đó một bài học nhưng nếu hủy bỏ hợp đồng đá đít họ khỏi công trình xây cảng, xem ra có hơi quá. Tôi lo rằng như vậy sẽ gây ra tâm lý hoảng loạn cho các nhà đầu tư, hiện nay các nơi trên toàn quốc đều đang kêu gọi đầu tư, ta lại đuổi vốn đầu tư đi. Những lời tiếp sau Hạ Bá Đạt không nói nữa. Từ Quang Nhiên than thở, Bá Đạt à, cậu có thấy là cung kỳ vĩ người này rất thích làm những việc náo động không? Hạ Bá Đạt không khẳng định cũng không phủ định, kỳ thực cách nghĩ của y giống hệt với Từ Quang Nhiên y nhỏ giọng nói cung kỳ vĩ cũng có chút năng lực. Từ quang nhiên nói, tôi không phủ nhận năng lực của cậu ta, nếu không tôi đã không giao công việc quan trọng như công trình xây cảng nước sâu cho cậu ta rồi. Hạ bá đạt nói tiếp, tôi nghe nói bí thư kiều rất tán thưởng cậu ta. Hạ bá đạt bắt đầu xúi dục. Từ quang nhiên nói, nói ra thì, Lam Sơn và Nam Tích có thể hợp tác cùng xây dựng cảng, cậu ta là người có công lớn nhất. Từ quang nhiên đã không che giấu sự bất mãn của mình đối với cung kỳ vĩ. Lúc đầu bí thư tỉnh huy Kiều Trấn Lương can thiệp vào việc phân công chính quyền, để Cung Kỳ Vĩ phân quản cảng nước sâu, nguyên nhân chính gây ra việc này chính là do phương án hợp tác của Cung Kỳ Vĩ đưa ra đã thuyết phục được Kiều Trấn Lương, còn từ quan nhiên lại nghe nói, phó bí thư đến Nam Tích cũng đề nghị Nam Tích và Lam Sơn hợp tác chắc là vì Cung Kỳ Vĩ. Tuy không có chứng cứ xác thực nhưng y vẫn tin rằng, cái tên Cung Kỳ Vĩ rất ngang ngạnh, Cung Kỳ Vĩ vẫn một mực đề xướng việc này, chỉ cần có cơ hội gã sẽ loan truyền quan điểm của mình. Từ quang nhiên thậm chí còn cho rằng mình đang ở vào thế bị động như hiện nay cũng là có liên quan tới cung kỳ vĩ. Việc Lam Sơn và Nam Tích hợp tác đã trở thành sự thật, cũng có nghĩa đã phủi bỏ hết mọi nỗ lực trước đây của Y đã làm cho công trình này, đồng thời cũng phân nhỏ chính tích của Y. Hạ bá đạt đương nhiên hiểu ý của từ quang nhiên, Y cười nói, ai cũng muốn lập thành tích, đối với một cán bộ như đồng chí kỳ vĩ mà nói, có tâm lý nôn nóng muốn lập thành tích cũng là điều dễ hiểu. Từ quang nhiên thầm mắng hạ bá đạt là tên cáo giả, nói gã thích đùa thái quá, trách nhiệm gì cũng không muốn gánh chịu. Bây giờ Lý Trường Vũ đến rồi, gã mà cứ chơi đùa như vậy tiếp, cẩn thận không lại tự chui vào trong. Từ quang nhiên nói, việc này cậu xem xét mà giải quyết đi, việc bên phía chính phủ tôi không nên quá can thiệp. Từ quang nhiên cũng biết đùn việc, trên đời này đâu chỉ mỗi mình hạ bá đạt mi biết đùn đẩy trách nhiệm, nếu như là trước đây. Từ quang nhiên có lẽ sẽ gọi cung kỳ vĩ đến mà chất vấn, nhưng giờ y không nghĩ như vậy nữa y cho rằng cải cách của cung kỳ vĩ đối với cảng nước sâu chính là phương án mà phía tỉnh kỳ vọng nếu lúc này mình đứng ra phản đối e sẽ làm xấu đi quan hệ giữa mình với bí thư kiều trấn lương so với chuyện càng nước sâu từ quang nhiên càng coi trọng vận mệnh chính trị trước mắt của mình hơn nghe thấy từ quang nhiên đẩy việc này cho mình hạ bá đạt cũng cảm thấy được bây giờ hoàn cảnh của từ quang nhiên không tốt chút nào y không dám có làm chút động thái lớn nào Hạ bá đạt nghĩ thầm, mày không muốn quản, tao cũng càng không muốn, cung kỳ vĩ cứ lăn qua lăn lại việc này, vậy tùy hắn làm, đến lúc ấy việc chiêu thương cho nam thích gặp vấn đề, xem ai là người thu dọn cục diện dối dám đó. Hạ bá đạt không muốn gánh trách nhiệm này, nên y đã nghĩ tới lý trường vũ, y không phải là phó thị trưởng thường vụ đó sao? Việc này nên để y ra tay, hạ bá đạt liền tìm tới lý trường vũ, để lý trường vũ đi bàn bạc với cung kỳ vĩ, y đưa ra hai ý kiến, thứ nhất việc thiết lập tính uy nghiêm của chính phủ là đúng, nên giáo huấn cho những nhà đầu tư này một bài học. Thứ hai, phải giữ đúng chừng mực, không được hạ triệt hết các nhà cung cấp vốn, nếu anh mà đuổi hết họ ra khỏi thế cục, sau này ai còn dám đến nam tích đầu tư nữa. Đương nhiên việc nên phát sinh thì phát sinh, Lý Trường Vũ không những không thuyết phục cung kỳ vĩ mà ngược lại y kiên quyết đứng về phía cung kỳ vĩ. Y cho rằng quyết định của cung kỳ vĩ rất chính xác, một chính phủ nhất thiết phải có đủ tính nguyên tắc, chỉ như thế mới xây dựng được sự tín nhiệm. Cung Kỳ Vĩ là một người kiên trì và có trách nhiệm cao, y lập tức quyết định việc đơn phương hủy hợp đồng đầu tư của tập đoàn Tinh Nguyệt, đồng thời chính thức xử thư luật sư cho phía tập đoàn Tinh Nguyệt đòi bồi thường. Tập đoàn Tinh Nguyệt từ trên xuống dưới hoàn toàn bị bất ngờ bởi đòn đánh mạnh mẽ này của chính phủ thành phố Nam Tích, các nhà đầu tư nhỏ lẻ khác cũng vì chuyện này mà đâm ra hoang mang lo sợ. Hà Trường An tuy cảm thấy tình thế không đúng lắm nhưng khi biết tin này cũng liền vội vàng đến Nam Tích người đầu tiên mà y phỏng vấn chính là Trương Dương. Lúc Hà Trường An tìm đến chỗ Trương Dương, hắn đang tám ở trung tâm tin tức vừa mới được tổ kiến. Trung tâm tin tức này tiến triển rất thuận lợi, đường đường do Cao Liêm Minh mời đến rất cao tay, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã giúp họ biên lập được một hệ thống quản lý tin tức. Trương Đại Quan Nhân thuộc loại ngu rốt dần độn về lĩnh vực máy tính, hôm nay hắn đến chủ yếu là để đưa cho đường đường chiếc lép trị giá 28.000, nghe nói là của hãng Bestron. Trương Dương không hiểu lắm, dù sao với một thứ nhỏ tí như này, bán đắt hơn cả cái máy bàn to đùng thật có chút không đáng. Đường đường cũng không từ chối, món đồ mà Thệ ủy tặng cô vừa hay là thứ cô đang cần, cô liền cười nhận lấy. Lúc Trương Dương ngồi nói chuyện với cô thì Hà Trường An đến. Trương Dương mời Hà Trường An về phòng làm việc của mình, vì vừa mới chuyển đến đây nên phòng của hắn rất bừa bộn. Phó Trường Trinh đang thu dọn ở đó, thấy Trương Dương có khác tới liền rót trà cho họ rồi đi ra ngoài. Hà Trường An ngồi xuống ghế, nhìn quanh phòng làm việc của Trương Dương rồi nói, rất giản dị. Trương Dương cười, văn phòng tạm thời, phía thị đã quyết định, khu đất thể ủy và sân vận động cũ sẽ chính thức được bán vào trước cuối năm. Hai ngày nay chúng tôi đều tranh thủ chuyển văn phòng đến đây, chỗ này là mượn tạm Lý Quang Nam không mất tiền. Hà Trường An nhìn qua cửa sổ hướng ra phía quán ba quốc tế Nam Dương, nhỏ giọng hỏi có phải là Lý Quang Nam của quốc tế Nam Dương? Trương Dương gật, ưng, chính là thương nhân người sinh đó. Hà Trường An mượn câu nói này của Trương Dương dẫn sang việc khác, người sinh đầu tư ở Nam Tích cũng không ít, Phạm Tư Kỳ của tập đoàn Tinh Nguyệt cũng là người sinh đấy. Trương Dương cười đáp, sinh gì chứ, nói thẳng ra đều là người Hoa, trước đây đều đến biển Nam buôn bán, rồi ở đấy mất gốc, đến quốc tịch cũng đổi. Hà Trường An cười, cậu coi họ là người Hoa nhưng trong lòng họ sớm đã quên mất mình là con cháu Viêm Hoàng rồi. Trương Dương nói, chú Hà Chú đến đây có việc gì thế? Chẳng nhẽ là vì việc về khu đất sân vận động? Hà Trường An lắc đầu, "Việc đó tôi đã giao cho Kiều bằng cử rồi, tôi sẽ không ra mặt nữa." Trương Dương ồ một tiếng. Hà Trường An lại nói, "Thực không giấu gì, lần này tôi đến là vì việc xây cảng nước sâu." Gần đây khắp nơi đều xôn xao chuyện chính phủ Nam Tích đơn phương hủy bỏ hợp đồng với tập đoàn Tinh Nguyệt, Trương Dương đương nhiên có nghe nói, nhưng hắn không quan tâm lắm. Dù sao chức quyền của hắn cũng chỉ ở bên thể ủy, bây giờ đang quản việc tổ kiến trung tâm tin tức, hoàn thành tư liệu cả hệ thống thể thao, để biến thể ủy Nam Thích trở thành đơn vị số hóa quản lý đầu tiên của tỉnh Bình Hải, đi đầu cả nước về mặt này. Theo cách nói của Thường Hải Tâm, việc này sẽ tiết kiệm được thời gian của họ, nâng cao hiệu suất công việc, đồng thời quản lý chặt chẽ và dễ dàng đống hồ sơ tư liệu phức tạp. Tuy nhiên đến bây giờ Trương Dương vẫn chưa thấy được điển tốt của việc này tuy hắn không hiểu nhưng vẫn vui vẻ thử sức với công việc mới mẻ này. Nghe Hà Trường An nói đến đây vì vụ việc xây cảng nước sâu, Trương Dương không nhịn nổi cười ầm lên, Hà Trường An chắc là đang lo sợ, y và tập đoàn Tinh Nguyệt là hai nhà đầu tư lớn của công trình này, bây giờ phía đầu tư vốn lớn nhất là Tinh Nguyệt bị loại bỏ, đương nhiên Hà Trường An sẽ lấy làm lo sợ. Lúc đầu, những nhà đầu tư này ỉ vào việc mình giữ vốn đầu tư, lợi dụng lúc Nam Tích gặp khó khăn về vốn mà đưa ra hàng loạt điều kiện bây giờ tình thế thay đổi lam sơn và nam tích hợp tác xây dựng công trình cảng nước sâu việc này làm thay đổi tình thế thế chủ động vào tay chính phủ hạng mục công trình này không còn vấn phải vấn đề về vốn tình thế thay đổi dẫn đến thay đổi về tâm thái với kẻ khó giữ được bình tĩnh như hà trường an y đã bắt đầu lo sợ trương dương nói chú hà chắc đã nghe nói việc nam tích đơn phương hủy hợp đồng với tinh nguyệt rồi phải không hà trường an gật đầu nói quyết định này của chính phủ nam tích thật tôi không hề nghĩ tới Trương Dương cười, phía thị nhằm vào tập đoàn tinh nguyệt chứ đâu phải chú, chú lo gì chứ. Hà Trường An nói, tôi lo đây mới là khởi đầu, lúc đầu tôi cung cấp vốn đầu tư cũng đã có chút chậm trễ, nhưng chưa vi phạm hợp đồng. Bây giờ Nam Thích đã hủy hợp tác với tinh nguyệt, nghe nói còn căn cứ vào hiệp ước để đòi bồi thường. Hà Trường An nói hết sức căng thẳng. Trương Dương nói, thế nên chú lo rằng mình sẽ gặp phải chuyện tương tự như vậy phải không? Hà Trường An cười, thực cũng lo là sẽ bị như vậy. Trương Dương nói tiếp, tập đoàn Tinh Nguyệt bị như ngày hôm nay cũng là tự mình chuốc lấy. Họ cố ý chỉ hoãn đầu tư, không tuân theo hợp đồng lại còn thừa cơ chính phủ Nam Thích gặp khó khăn đưa ra điều kiện ngặt nghèo, gây tổn hại lợi ích của Nam Thích, dạy cho họ một bài học cũng là điều đáng làm. Hà Trường An nói, Trương Dương, có thể sắp xếp một cơ hội cho tôi gặp thị trưởng cung nói chuyện được không? Vì quan hệ giữa Trương Dương và Hà Trường An nên hắn ngại không từ chối. Hắn nhìn Hà Trường An, tại sao vậy? Hà Trường An nhỏ giọng chỉ là muốn hia bên hiểu nhau rõ hơn thôi. Cung kỳ vĩ biết tin Hà Trường An muốn mời mình ăn cơm liền vui vẻ nhận lời. Y sớm đã muốn bàn bạc với nhà đầu tư chủ yếu này, huống hồ lần này lại là Trương Dương ra mặt. Hà Trường An mời Y đến quốc tế Nam Dương, nhà hàng quốc tế Nam Dương ở đây đã chính thức đưa vào hoạt động, đẳng cấp và kiểu cách có thể coi là hiện đại và sang trọng nhất. Đúng 6 giữa tối, cung kỳ vĩ đi đến phòng ăn cao cấp này. Tối nay Hà Trường An chỉ mời một mình Cung Kỳ Vĩ, có thêm Trương Dương, ngoài ra không còn ai khác. Cung Kỳ Vĩ đi vào phòng cởi bỏ áo khoác, y nhìn vào bàn ăn trong phòng mà cười, khoa trương thế này, có mấy người mà chọn nơi lớn vậy. Hà Trường An cười bước tới nắm lấy tay Cung Kỳ Vĩ, phòng nhỏ qua thì không thể xứng với nhân vật tầm cỡ như thị trường Cung Kỳ Vĩ được. Cung kỳ vĩ cười ha ha, giám đốc hà khách khí rồi. Các ông đầu tư vào Nam Tích, là khách của chúng tôi, lẽ ra phải là tôi mời mới đúng. Hà Trường An cười, thị trường cung mới khách khí, tối nay mời thị trường đến chỉ là để trò chuyện tâm sự chứ không có ý gì khác. Trương Dương nói, tôi nói nhé, chúng ta đừng khách sáo như vậy được chứ, ngồi xuống rồi nói tiếp. Hà Trường An mời Cung Kỳ Vĩ ngồi vào ghế, Cung Kỳ Vĩ khiêm nhường một lúc rồi cũng ngồi xuống. Trong lúc phục vụ mở chai rượu Mao Đài 30 năm, Cung Kỳ Vĩ nói, tôi uống bia nhé. Hà Trường An nói hải sản của quốc tế Nam Dương rất ngon nhưng uống với bia thì không hợp lắm. Hay là ta uống rượu trắng, thị trường cung yên tâm uống rượu tùy sở thích, tôi sẽ không gượng ép đâu. Trương Dương ra hiệu cho phục vụ đem rượu lên. Cung kỳ vĩ cũng không từ chối nữa, cầm chén rượu lên nói, nói ra thì lâu rồi chưa được gặp giám đốc Hà, mà tôi và Trương Dương cũng lâu chưa liên lạc gì. Trương Dương cười, thị trường cung là người bận rộn tôi lại luôn tư thế chuẩn bị một trái tim hồng hai loại chuẩn bị, chỉ chờ được triệu kiến. Cung kỳ vĩ cười ha ha, hai loại chuẩn bị, thế còn loại còn lại. Loại còn lại là nếu ngài không triệu kiến, tôi đành phải uống một mình vậy. Cả ba đều cười ầm lên. Cung kỳ vĩ cầm chén rượu lên, thế thì cậu phải chuẩn bị cho tốt rồi, hôm nay cậu phải uống thật nhiều đó, tử lượng của tôi không khá cho lắm. Ba người cùng cụm ly, hà trường an mời cung kỳ vĩ dùng món nói đầu bếp của quốc tế nam dương được mời đến từ nhà hàng thế gia bảo xí ở hương cảng hải sản do họ làm có thể nói là tiêu chuẩn nhất cung kỳ vĩ nói tôi cũng không chú trọng lắm về lĩnh vực ẩm thực hà trường an cười thị trường cung bận bự công việc cũng nên nghỉ ngơi điều độ chút bổ sung chất dinh dưỡng chỉ có bồi bổ sức khỏe tốt mới có thể phục vụ tốt cho nhân dân cung kỳ vĩ đáp một hai bữa thì làm sao bổ sung dinh dưỡng gì được Tôi cũng biết mấy món bảo ngư vây cá này rất tốt nhưng là con người cũng không thể chỉ dựa vào nó mà sống được, cơm gạo mới là thức ăn căn bản." Hà Trường An hiểu ý của Cung Kỳ Vĩ, cười nói, "Lời của thị trưởng cung làm cho tôi tỉnh ngộ hẳn ra." Trương Dương vội vàng nói giúp, "Tôi không hiểu là việc tỉnh ngộ có liên quan gì với bảo ngư với cơm gạo chứ?" Cung Kỳ Vĩ cười ầm lên, y nói với Trương Dương, "Trương Dương, nghe nói phía thị đã giao toàn bộ quyền đấu giá sân vận động cho cậu." bây giờ quyền lực của cậu càng lớn rồi. Trương Dương nói, sự tín nhiệm của lãnh đạo với tôi thực là một áp lực, giờ mọi con mắt đang đổ dồn về phía tôi, tôi mà làm không tốt, không những phụ lòng tín nhiệm của lãnh đạo mà còn có lỗi với toàn thể nhân dân Nam Thích. Hà Trường An cười, tôi sớm đã nhìn ra cậu là người có trách nhiệm, chính là có những người như câu mà việc cải cách mở cửa của chúng ta mới được thuận lợi tiến hành, đất nước ta mới ngày được phồn vinh hưng thịnh. Trương Đại Quan Nhân xem như cũng đã hiểu ra ý, Tối nay Hà Trường An một mực để cho họ đội mũ cao tân bốc xem ra Hà Trường An thực là bị vụ việc tinh nguyệt làm cho lo sợ quá mức rồi. Hắn không nhịn nổi cười lên, giám đốc Hà, chiếc mũ này của anh nặng quá, chỉ hợp với thị trường cung thôi, tôi mà đội e là không được, tôi sợ bị đè lắm. Cung kỳ vĩ cười, tôi cũng không đội nổi, giám đốc Hà, gần đây cảng nước sâu phát sinh vài chuyện, là một trong những nhà đầu tư của công trình, lẽ nào anh không muốn tìm hiểu chút tình hình sao? Cung Kỳ Vĩ đã hiểu ra mục đích của Hà Trường An, y chủ động nêu vấn đề. Hà Trường An đáp, tôi cũng có nghe nói, không giấu gì thị trường cung, lần này tôi đến Nam Tích cũng là vì việc đó. Cung Kỳ Vĩ đã chủ động nêu vấn đề như vậy, Hà Trường An cũng khỏi cần giấu giếm gì nữa. Cung Kỳ Vĩ nói, căn cứ vào hiệp ước mà chúng ta đã ký kết trước đây, tổng vốn đầu tư của Giám đốc Hà vào cảng nước sâu nên là 600 triệu, hiện mới tiến hành đầu tư chia hai lần với tổng vốn 15 triệu, như vậy còn thiếu 45 triệu nữa. Hà Trường An gật đầu, đúng vậy. Cung kỳ vĩ nói tiếp, tôi tin rằng giám đốc Hà biết rõ mình cũng có chỗ vi phạm hiệp ước. Hà Trường An đáp, thị trường cung, việc đo tôi cũng đã giải thích rồi, lúc đó thực sự là vì tình hình kinh doanh ở nước ngoài gặp khó khăn, cho nên mới chỉ hoãn đầu tư, nhưng sau khi sự việc kết thúc tôi đã sửa đổi ngay. Cung kỳ vĩ cười, giám đốc Hà không nên nghĩ nhiều, tôi nói ra chuyện này không hề có ý muốn truy cứu trách nhiệm, Ngược lại, tôi còn rất cảm kích với giám đốc Hà, anh đã cung cấp vốn lần hai vào đúng lúc chúng tôi cần nhất, giúp giải quyết nguy cấp, cũng may giờ thì vấn đề thiếu vốn đã được giải quyết. Hà Trường An nói, thị trường cung, tôi nghe nói Lam Sơn và Nam Tích đã thống nhất ý kiến, song phương hợp tác xây dựng cảng nước sâu rồi. Cung kỳ vĩ gật đầu, việc này cơ bản là được xác định xong rồi, sự việc lần trước đã làm cho tầng lớp lãnh đạo Nam Tích chúng tôi ý thức được rằng, không thể đơn thuần chỉ dựa vào vốn đầu tư bên ngoài để giải quyết vấn đề cảng nước sâu được. Thông qua sự phối hợp điều hòa của ban lãnh đạo có liên quan, tương lai Nam Thích và phía Lam Sơn sẽ hợp nhất trong hạng mục xây dựng cảng nước sâu, quyết định sẽ do hai bên cùng góp vốn xây dựng, vậy nên giám đốc Hà không cần phải lo lắng về vốn đầu tư nữa. Lần này chúng tôi hủy hợp đồng với Tinh Nguyệt cũng là do họ đã không thực hiện hợp đồng, sau nhiều lần nhắc nhở họ vẫn trì hoãn cung cấp vốn đầu tư. Hiện tại đã vi phạm vào thời hạn được quy định trong hợp đồng. Tôi có thể đảm bảo rằng, sự hợp tác thất bại của hai bên thực là do phía tập đoàn Tinh Nguyệt gây ra, chứ không phải là do Nam Tích. Hà Trường An nghe Cung Kỳ Vĩ nói như vậy đã hiểu ra, chính phủ thành phố Nam Tích không hề có ý định sẽ đuổi cổ hết nhà đầu tư đi, sự việc với tập đoàn Tinh Nguyệt chỉ là hành động giết gà dọa khỉ. Với Hà Trường An mà nói, nếu y ở vào vị trí của lãnh đạo chính phủ Nam Tích, y cũng sẽ làm như thế, thậm chí còn làm triệt để hơn tập đoàn tinh nguyệt đã phạm vào điều đại kỵ trong sự việc này, họ định cầm đằng chui trong việc đầu tư, muốn ép chính phủ Nam Tích để họ thắng thầu trong vụ đấu giá khu đất sân vận động, xem ra đám thương nhân Singapore này không hiểu gì về tình hình Trung Quốc cả. Hà Trường An trong đầu hiện lên bốn chữ thu hậu toán chướng. Cũng chỉ có người bản xứ mới có thể hiểu được ý nghĩa của bốn từ này, ha ha. Cung kỳ vĩ cũng không hề nghĩ là thu hậu toán chướng, nhưng qua cách xử lý này đối với tinh nguyệt thực không thể làm người ta nghĩ khác được. Cung kỳ vĩ nói có phải giám đốc Hà thấy bất an vì chuyện của tập đoàn tinh nguyệt không? Hà Trường An mỉm cười, cũng không hề bất an, thị trường cung quên rồi à, tên của tôi có hai chữ Trường An, bất luận là lúc nào, tôi cũng vẫn duy trì được sự điềm tĩnh an định. Trương Dương ngồi một bên nghe, trong lòng nghĩ thầm, yên tâm mới lạ, nếu Hà Trường An ông điềm tĩnh được thì đã không giáo giác chạy đến Nam Tích, cũng không nhờ tôi mời hộ cung kỳ vĩ đến nói chuyện. Cung kỳ vĩ lại nói, dù là chính phủ hay các thương nhân đều phải giữ tâm thái này, nếu bản thân không thể giữ được bình tĩnh sao có thể làm việc được. Giám đốc Hà được như ngày nay chắc cũng không phải là do ngẫu nhiên mà được nhỉ. Hà Trường An đáp, nghe thị trưởng cung nói như vậy, Hà mỗ tôi thật cũng thấy xấu hổ. Cung kỳ vĩ nói, trong sự nghiệp phát triển của Nam Tích, những nhà đầu tư như các vị có một vai trò tương đối quan trọng. Tôi tin tưởng rằng trong sự tương lai cải cách mở cửa của thành phố, các vị vẫn đóng vai trò quan trọng, chính sách lẫn thái độ của thành phố Nam Tích chúng tôi đối với các nhà đầu tư sẽ không thay đổi. Việc xử lý tập đoàn tinh nguyệt thực ra không phải là trả thù mà là thông qua đó nhấn mạnh việc giữ chữ tín trong quá trình hợp tác song phương, chính phủ phải tin vào các nhà đầu tư, giữ lời với nhân dân, còn phải gây được sự tín nhiệm của đảng của nhà nước. Tôi nghĩ điều này rất dễ hiểu đối với giám đốc Hà, chữ tín là gốc rễ căn bản của thương gia, thực sự muốn thương nghiệp lâu dài thì cần phải chú trọng đến chữ tín. Nói chung tôi cũng chưa từng làm ăn buôn bán bao giờ, có gì không phải xin giám đốc Hà chỉ giáo. Hà Trường An trước đây cũng không thực sự coi trọng cung kỳ vĩ, chỉ vì y quan tâm tới sự việc tập đoàn tinh nguyệt nên hôm nay mới gặp mặt cung kỳ vĩ nói chuyện, y bắt đầu nhận thấy điểm mạnh của cung kỳ vĩ. Hà Trường An nói, những lời này của thị trường cung làm cho tôi thấy tràn ngập hy vọng về tương lai của Nam Tích, cũng làm cho tôi thêm tự tin tiếp tục đầu tư cho Nam Tích cung kỳ vĩ cầm chén lên, giám đốc hạ yên tâm, nam tích chúng tôi luôn mở rộng cửa với những thương nhân yêu nước. Trương Dương nghe thấy lời nói cung kỳ vĩ dùng bốn chữ thương nhân yêu nước không khỏi cười ầm lên. Không khí bữa ăn tối nay rất hòa hợp, sự giải thích của cung kỳ vĩ cũng khiến cho Hà Trường An am tâm hẳn, lần này chính phủ nam tích không phải là một chồi quét sạch cả đống, xử lý tinh nguyệt chỉ để gian đe kẻ khác không nên bắt trước. Cung kỳ vĩ ở lại khoảng nửa tiếng nữa thì ra về, Hà Trường An tuy muốn giữ y lại thêm một lát nhưng cung kỳ vĩ cười nói, không được rồi, con gái tôi sắp phải thi cuối kỳ rồi, còn tôi cả ngày tối mịt mới về đến nhà, nó cũng có ý kiến. Hà Trường An nghe y nói như vậy đương nhiên cảm thấy không thể tiếp tục miễn cưỡng được, cung kính nói, để tôi tiến thị trưởng cung. Cung kỳ vĩ lắc đầu, không cần đâu, tôi đã bảo với tài xế rồi, anh ta đang ở bên ngoài đợi tôi. Y xua tay nói, các cậu cũng về đi, không cần tiễn đâu, Người khác nhìn thấy lại không hay. Trương Dương và Hà Trường An cũng chỉ tiến một đoạn, thấy cung kỳ vĩ đã đi xa, Trương Dương quay sang nói với Hà Trường An, tôi cũng phải đi rồi. Hà Trường An, cậu gấp cái gì? Cậu cũng có con gái sao? Trương Dương đáp, bây giờ không có không có nghĩa là tương lai không có nhé. Hà Trường An nói, đi thôi, vào rồi uống tiếp hai chén. Khó có dịp y hưng phấn như vậy, Trương Dương trở vào phòng ngồi uống cùng hắn. Hà Trường An cần chén lên nói cung kỳ vĩ con người này thật không đơn giản. Trương Dương cười, so đột nhiên lại cảm khái như vậy. Hắn cũng hiểu con người Hà Trường An chút ít, tính khí của y rất lớn, y cũng nhiều mối quan hệ với không ít lãnh đạo cao cấp, cung kỳ vĩ chỉ là một phó thị trường cấp thị. Theo lý mà mói, Hà Trường An sẽ không đáng giá cao cung kỳ vĩ như vậy, nhưng hôm nay y lại khác hẳn bình thường, lẽ nào y thực đã lo sợ về vấn đề đầu tư vào cảng nước sâu. Hà Trường An nói, tôi phục những người có tín ngưỡng, bao nhiêu năm làm ăn như thế, cũng đã tiếp xúc qua không ít quan chức lớn nhỏ, nhưng những người thực sự có tín ngưỡng đã gặp lại rất ít, cung kỳ vĩ là một trong những người đó. Audio điện tử võ tấn bền chương 604, trả giá Trương Dương, tín ngưỡng mà anh nói là gì vậy? Hà Trường An đáp, chỉ có người có tín ngưỡng mới không bị mọi thứ mê hoặc, mới có thể kiên trì cố gắng đi theo chí hướng đã định, mới có được tiêu chuẩn hành vi không thay đổi trương dương nói tôi cũng có hà trường an cười ha ha cậu khác với cung kỳ vĩ y không nói thêm gì nữa rõ ràng là dấu chuyện tín ngưỡng với trương dương trương dương đáp con người cung kỳ vĩ có một ý chí bền vững khó mà đánh bật được tôi cũng khâm phục hắn về điểm này hà trường an nói một vị quan đạt được đến vị trí này mà vẫn có thể kiên trì được nguyên tắc là rất khó người như vậy khó mà tiến xa được trong con đường hoạn lộ nhưng tôi vẫn tin rằng người như vậy là một vị quan tốt. Trương Dương nói, ý khó mà tiến xa được của anh là sao? Hà Trường An đáp, càng làm quan to thì càng phải làm âm thầm nội liếm, ngầm mà không lộ, cung kỳ vĩ con người này cũng sắc sảo phân minh. Những việc hắn làm có thể sẽ gây ra phiền toái không cần thiết. Giờ hắn được trọng dụng đơn giản vì có người muốn thông qua hắn thực hiện mục đích chính trị của mình. Một khi đạt được rồi, cung kỳ vĩ cũng chỉ là người ngoại tộc với trốn quan trường hà trường an dừng một chút nhìn trương dương cười giống như cậu vậy trương dương nói tôi lại không nghĩ như vậy tôi bây giờ đã càng thích hợp với thể chế này rồi hà trường an nói không phải ai cũng may mắn được như cậu đâu tôi khâm phục những người có tín ngưỡng nhưng nếu cậu cũng có tín ngưỡng mà những người xung quanh cậu lại không hề có hoặc chỉ là những kẻ giả dối thì cậu sẽ trở thành khác người tín ngưỡng và lòng kiên trì của cậu sẽ ảnh hưởng tới người khác cứ ví như chuyện cảng nước sâu nam tích Kỳ thực ngay lúc bắt đầu công trình xây cảng, Nam Tích và Lam Sơn đã cạnh tranh để giành được quyền xây sở thuộc. Mục đích của việc cạnh tranh này không đơn thuần chỉ là thay đổi kinh tế địa phương, cảng nước sâu xây ở đâu cũng giống nhau, quan trọng là mặt thành tích sẽ có sự phân biệt lớn, tóm lại, điều mà họ tranh giành nhau chính là thành tích chính trị. Trương Dương gật đầu, điểm này hắn cũng nhận ra. Hà Trường An nói tiếp, công trình cảng nước sâu vì vấn đề vốn mà gặp phải những khó khăn trước nay chưa từng thấy. Ban lãnh đạo Nam Tích cũng vất vả ngược xuôi tìm kiếm nguồn vốn từ các nhà đầu tư, tìm đến sự trợ giúp tài chính của tỉnh nhưng lại độc nhất không nhờ cậy Lam Sơn người anh em này trợ giúp làm vì sao chứ? Vì họ sợ thành tích chính trị sẽ bị phân nhỏ ra. Có thể những điều tôi vừa nói không hoàn toàn đúng, những người này cũng có tín ngưỡng, tín ngưỡng của họ chính là quan vị. Trương Dương đáp, nhưng cuối cùng thì Lam Sơn và Nam Tích cũng hợp tác thành công. Tuần sau bí thư thường của Lam Sơn sẽ đến Nam Tích bàn bạc về công trình xây dựng cảng nước sâu, nếu tiện lần này sẽ ấn định luôn thủ tục hợp tác. Hà Trường An nói, cậu quên rằng lần hợp tác này phát sinh trong trường hợp nào rồi hả? À? Nếu là đích thân phó giám đốc phía tỉnh cũng phê bình, cậu còn cho rằng sẽ có người dám phản đối sao? Trương Dương nói, Lam Sơn và Nam Tích bắt đầu hợp tác, việc này cũng không phải tin tốt gì với những nhà đầu tư như các anh. Hà Trường An gật đầu, không những chẳng phải là tin tốt gì, đơn giản chỉ là một tin dữ, tinh nguyệt đã bị đá khỏi cục diện, có thể nói kết quả này là do họ tự gieo gió gặt báo, thật đúng người đúng tội, nhưng tôi cũng không thể vượt qua chuyện này một cách êm đẹp gì. Trương Dương nói, sao có thể thế được, không phải vừa nãy thị trường cung đã tỏ rõ ý rồi sao, sẽ không ảnh hưởng gì tới lợi ích của các nhà đầu tư như anh đâu. Hà Trường An đáp, nói thế thôi, việc trốn thương trường tôi biết rõ hơn cậu, Lam Sơn gia nhập hạng mục xây càng, tinh nguyệt lại bị hất ra, tỷ lệ đầu tư của chính phủ rõ ràng được tăng lên, đương nhiên tỷ lệ đầu tư của các thương gia chúng tôi sẽ nhỏ đi. Trương Dương có chút khó hiểu nói, nhưng vốn đầu tư của anh không thay đổi cơ mà. Hà Trường An đáp, thủ đoạn này trên thương nghiệp rất phổ biến, dù vốn đầu tư của tôi không đổi nhưng sau khi Lam Sơn gia nhập, vấn đề vốn của cảng nước sâu căn bản đã được giải quyết, sau này họ có thể nâng mức vốn đầu tư, mà đầu tư công trình chỉ cần họ nói là được, phía chính phủ đầu tư nhiều thì vốn đầu tư của tôi sẽ ít đi. Hơn nữa ký kết trong hợp đồng là phần trăm tỷ lệ, từ là lợi ích mà tôi thu được từ cảng nước sâu cũng dần bị thu nhỏ. Trương Dương, tuy tôi tin rằng mình vẫn kiếm được lợi nhuận từ cảng nước sâu, nhưng bây giờ đã không còn lạc quan như lúc đầu được nữa. Nói xong y thở dài, không dễ kiếm lợi từ chính phủ đâu. Trương Dương cười phá lên, nói như vậy thị trường cung cũng đã làm thiệt hại đến lợi ích của anh rồi. Hà Trường An đáp, chịu thiệt hại thực sự có lẽ là lãnh đạo Nam Tích, tinh nguyệt lần này coi như cũng thiệt hại nặng nề. Thị trường cung thật là táo bạo, đổi là người khác, chắc phải lo đi tính lại chán mới dám làm. Chấm chấm, thành phố Nam Tích đơn phương chấm dứt hợp tác với tập đoàn tinh nguyệt làm cho tập đoàn tinh nguyệt trở tay không kịp. Khi việc này xảy ra chủ tịch tập đoàn tinh nguyệt Phạm Tư Kỳ và Lâm Bối Bối đang du lịch ngắn ngày ở Bắc Kinh, sau khi biết chuyện lập tức trở về Nam Tích, Người đầu tiên mà Phạm Tư Kỳ tìm gặp chính là người phụ trách công trình cảng Thâm Thủy, Phó thị trưởng Cung Kỳ Vĩ. Cung Kỳ Vĩ lại không hề tránh gặp mặt cô ta, liên tiếp đón cô ta ở trong phòng làm việc của mình. Phạm Tư Kỳ sắc mặt rất tệ, sau khi gặp trở ngại ở mảnh đất sân vận động cũ, thái độ của cô ta đã bắt đầu mềm mỏng hơn, chủ động bày tỏ với phía chính quyền Nam Tích là đồng ý vô điều kiện làm lại kế hoạch đầu tư, đầu tư giai đoạn 2 sẽ hoàn thành trước Tết, lúc đó Cung Kỳ Vĩ cũng đã đồng ý. Nhưng ai ngờ được đột nhiên gã lại giở trò Phạm Tư Kỳ biết nếu như Tinh Nguyệt bị đá ra khỏi dự án Cảng Thâm Thủy thì tổn thất của bọn họ khó mà đoán biết được. Phạm Tư Kỳ vẫn giữ được thái độ khá bình tĩnh và lý trí, tuy trong lòng đầy sự oán hận với Cung Kỳ Vĩ, nhưng cô ta biết bây giờ không phải là lúc phát tác, hơn nữa cô ta cũng không có tư cách phát hỏa trước mặt Cung Kỳ Vĩ, cho dù phát hỏa cũng không giải quyết được vấn đề. Phạm Tư Kỳ nói, "Phó thị trưởng Cung, tôi muốn anh cho tôi một lời giải thích." Nam Tích sao lại đột nhiên chấm dứt hợp đồng với chúng tôi?" Cung Kỳ Vĩ điềm nhiên nói, "Cô Phạm, việc này trong bản xác nhận đã nói rất rõ ràng rồi, là một thương nhân thành công, là một chủ tịch của một công ty đa quốc gia, cô nên hiểu sức trói buộc của hợp đồng, là bên cô đã vi phạm hợp đồng trước, chúng tôi chỉ là làm theo quy định của hợp đồng để bảo vệ lợi ích của Nam Tích, đây là sự thật không thể tranh cãi được." Phạm Tư Kỳ nói, "Trước đây tôi đã từng giải thích với phó thị trưởng Cung rồi." Hơn nữa giữa chúng ta cũng đã có được sự hòa giải, tài chính của công ty chúng tôi đang gặp phải một số vấn đề. Tôi đã cố gắng hết sức rồi, trước Tết chúng tôi sẽ có thể hoàn thành đợt đầu tư thứ hai, chúng tôi luôn rất có thành ý đối với công trình cảng thâm thủy. Cung kỳ vĩ nói, cô Phạm chắc là hiểu rõ ý của tôi, chính quyền Nam thích chúng tôi không có bất kỳ điểm vi phạm nào, cũng không cố ý đối đầu với quý công ty. Trên thực tế là bên các cô đã nhiều lần vi phạm quy định hợp đồng, lỡ giờ đầu tư làm cho cảng thâm thủy gặp nhiều tổn thất, dựa theo quy định hợp đồng thì chúng tôi có quyền truy cứu trách nhiệm đòi bồi thường với quý công ty. Phạm Tư Kỳ nói, Phó Thị trưởng Cung, tôi nghĩ nguyên nhân của việc này không phải là ở đây. Cung Kỳ Vĩ mỉm cười nói, cô Phạm có ý gì vậy? Phạm Tư Kỳ nói, tôi nghe nói chính quyền thành phố Lam Sơn đã chính thức tham gia quyền khai thác cảng thâm thủy rồi, chắc chắn Nam Tích đã không còn thiếu thốn vốn đầu tư, nên đầu tư của tinh nguyệt chúng tôi có cũng như không, hợp đồng chỉ là cái cỡ dùng bên đầu tư lớn hơn để thay thế đầu tư của chúng tôi mới là chân tướng sự thật phạm tư kỳ hiểu rất rõ vấn đề khi nói ra câu này cô ta chợt cảm thấy thật chua sót cô ta đành phải thừa nhận rằng việc mình dùng đầu tư để uy hiếp chính quyền nam tích là sai lầm bây giờ cô ta đã nhận một cái giá quá đắt chính quyền nam tích đang thông qua phương thức này để nói cho cô ta biết rằng quyền phát ngôn ở nam tích rốt cuộc nằm trong tay ai bọn họ có thể cho cô ta cơ hội kiếm tiền cũng có thể lấy đi cơ hội đó Phạm Tư Kỳ thậm chí không dám suy nghĩ kỹ xem tổn thất của bọn họ ở công trình cảng thâm thủy lớn đến mức nào. Cung Kỳ Vĩ nói, cô Phạm, tôi hy vọng quý công ty sẽ rút ra được bài học từ chuyện này, đồng thời tôi xin trịnh trọng tuyên bố với cô, chúng tôi không có ý đối đầu với quý công ty, chính quyền Nam Tích luôn đối đãi công bằng đối với các nhà đầu tư, chúng tôi luôn hoan nghênh tất cả những nguồn đầu tư có lợi cho sự phát triển của hai bên, nhưng xin nhớ cho rằng tiền đề của chúng tôi là đôi bên cùng có lợi, tuyệt đối không phải là kiểu một bên có lợi một bên chịu tổn thất. Muốn hợp tác thành công thì hai bên phải cùng có thành ý và sự tin tưởng. Ánh mắt Phạm Tư Kỳ trở nên lạnh lùng, Phó Thị trưởng Cung, anh cho rằng sau khi xảy ra chuyện này tập đoàn tinh nguyệt chúng tôi còn đầu tư ở Nam Tích sao? Một chính quyền mất đi sự thành tín thì sao có thể nhận được sự tín nhiệm của chúng tôi? Tôi nói rõ cho anh biết rằng tinh nguyệt chúng tôi sẽ không đầu tư thêm một đồng nào ở Nam Tích nữa sau khi xác định rõ tinh nguyệt bị đá ra khỏi cuộc chơi phạm tư kỳ cũng không còn khống chế được sự phẫn nộ trong lòng nữa cung kỳ vĩ mỉm cười nói rất tiếc khi nghe thấy cô nói như vậy phạm tư kỳ tức giận đứng dậy cô ta tức đến run cả tay chân trên thực tế cô ta không phải là đang tức cung kỳ vĩ cũng không phải là tức bất kỳ ai mà cô ta đang tức giận chính bản thân mình chính sự sai lầm mang tính quyết sách của cô ta mới dẫn đến cục diện bị động ngày hôm nay phạm tư kỳ cắn môi Cô ta nói với Cung Kỳ Vĩ, anh sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận. Cung Kỳ Vĩ vẫn giữ phong độ hiền hòa của quân tử, "Cô Phạm, tôi sẽ không coi lời này của cô là một lời đe dọa đâu, cô đi cẩn thận." Phạm Tư Kỳ xoay người bước ra cửa, có thể là do quá thất vọng, cũng có thể là do tức đến choáng váng đầu óc mà khi đi đường thậm chí quên cả nhìn phía trước, nên đâm sầm vào một người, đối phương cũng là một người đàn bà, người đó kêu lên và suýt chút nữa ngã xuống đất may mà người đàn ông bên cạnh kịp thời đỡ cô ấy, người đàn ông đó tức giận nói, đi kiểu gì vậy? Phạm Tư Kỳ đang bốc hỏa mà không có chỗ chút giận, cô ta trừng mắt lên định tranh cãi với đối phương, nhưng lại phát hiện ra người phụ nữ mà mình đâm phải lại chính là Heather phu nhân, cô ta đã từng có duyên gặp mặt với phu nhân Heather, nghĩ kỹ lại thì cũng là vì Hứa Gia Dũng, Hứa Gia Dũng và phu nhân Heather quen biết nhau, nghe nói phu nhân Heather cũng đã từng giúp đỡ Hứa Gia Dũng khi ở Mỹ phu nhân heder cũng nhận ra phạm tư kỳ có chút kinh ngạc nói hứa phu nhân sao lại gặp bà ở đây phạm tư kỳ cảm thấy rất lạ lẫm với cái cách gọi hứa phu nhân này đã rất lâu không có ai gọi cô ta như thế cô ta cũng không thích bị người khác gọi như vậy có điều heder phu nhân gọi cô ta như thế nguyên nhân căn bản là lần trước khi gặp cô ta thân phận của cô ta vẫn là vợ của hứa gia dũng phạm tư kỳ thở dài nói tôi đã không còn là hứa phu nhân nữa rồi gia dũng đã qua đời lâu rồi Header phu nhân hai mắt lộ ra sự thương cảm, bà nói: xin lỗi. Phạm Tư Kỳ cười nhạt nói: không có gì. Header phu nhân, sao bà lại đến đây? Header phu nhân nói: vì chuyện đấu giá mảnh đất sân vận động, tôi có ý định giành quyền khai thác sân vận động Nam Tích cho nên đến đây. Có điều vừa mới biết mảnh đất đó đã giao quyền vào tay thể ủy, xem ra tôi uổng công một chuyến rồi. Phạm Tư Kỳ nghe đến mảnh đất sân vận động bất giác trao mày lại trương dương cuối cùng bị đá ra khỏi hạng mục cảng thâm thủy cũng chính là vì mảnh đất đó nếu như không phải phạm tư kỳ động lòng tham thì cũng sẽ không có kết cục ngày hôm nay heder phu nhân nói tôi nghe nói cô phạm cũng rất có hứng thú đối với mảnh đất này lẽ nào cô cũng là vì chuyện này mà đến đây bà ta quả nhiên là đã thay đổi cách xưng hô với phạm tư kỳ phạm tư kỳ cười miễn cưỡng nói đều là chuyện đã qua rồi tôi không tham gia đấu thầu nữa cô ta không muốn tiếp tục nói nên chuẩn bị cáo từ Header phu nhân nói, cô Phạm có dỗi không? Tôi muốn nói với cô mấy câu. Chúng ta sang bên quán cà phê đối diện ngồi một lát nhé. Phạm Tư Kỳ gật gật đầu. Hai người sang quán cà phê đối diện, lên tầng 3 ngồi xuống. Qua lớp cửa sổ bằng kính có thể nhìn rõ toàn bộ toàn nhà làm việc của chính quyền Nam Tích. Header phu nhân gọi một tách trà. Phạm Tư Kỳ gọi một ly cà phê đen không đường. Cô ta thích vị đắng chát của no, đặc biệt là vào lúc này, trong lòng cô ta đang đắng chát đến cực độ uống cà phê đen vào có thể làm tan bớt cái đắng trong lòng. Heather phu nhân nói, còn nhớ lần trước khi chúng ta gặp mặt, Gia Dũng vẫn còn sống, lúc đó cậu ấy đang bận rộn với kế hoạch đầu tư cảng thâm thủy. Phạm Tư Kỳ trầm lặng uống cà phê, vị đắng từ môi chảy dọc xuống cổ họng, trong lòng thầm nghĩ cảng thâm thủy đã không còn có chút quan hệ nào với tinh nguyệt chúng tôi nữa, nếu như anh ấy ở dưới đó biết được chắc sẽ rất không vui. Heather phu nhân thở dài, trước đây cô ấy đã từng nghe tới chuyện này, Nguyệt bị đá ra khỏi công trình cảng thâm thủy là một tin tức mang tính bùng nổ ở Nam Tích, đám thương nhân đầu tư vì chuyện này mà có chút bất an, Header phu nhân nói thế sự khó lường, làm ăn với chính quyền không dễ dàng gì. Phạm Tư Kỳ không nói gì. Header phu nhân lại nói, đối với một người đàn bà lại càng không dễ. Phạm Tư Kỳ nói, trên đời này có rất nhiều chuyện chúng ta không có cách nào dự đoán được. Header phu nhân nói, giống như cái chết của Gia Dũng, còn nhớ lúc cậu ấy vừa đến Mỹ, cậu ấy vẫn còn là một cậu học sinh không biết thế sự, tôi đã nhận lời ủy thác của cha cậu ấy mà giúp đỡ cậu ấy, Gia Dũng rất có tình nghĩa, hiểu báo ân báo thù, có một lần tôi muốn ăn món ăn Trung Quốc, đáng tiếc trời lại rơi tuyết nặng hạt, cậu ấy đã lái xe đi khắp thành phố để mua về cho tôi. Một thanh niên ưu tú như vậy mà ông trời lại đối xử không công bằng. Header phu nhân sắc mặt đầy sự thương cảm. Phạm Tư Kỳ không biết tại sao Header Phu nhân lại nhắc đến hứa Ra Dũng trước mặt cô ta. Cô ta có chút hối hận khi đến đây, liền thở dài nói: Tôi không muốn nhắc đến anh ấy nữa. Header Phu nhân, xin thứ lỗi, tôi có việc phải đi trước. Header Phu nhân gật đầu. Phạm Tư Kỳ đứng dậy, bước mấy bước. Header Phu nhân nói: Cô Phạm, trước khi Ra Dũng chết đã giao cho tôi một túi tài liệu, yêu cầu tôi bảo quản. Tôi nghĩ tôi không có quyền mở nó ra, phải chăng tôi nên giao lại cho cô? Phạm Tư Kỳ đứng cứng tại chỗ, trong lòng tim đập loạn, tuy cô ta đứng quay lưng với header phu nhân, nhưng header phu nhân vẫn có thể nhìn ra sự lo lắng căng thẳng từ người cô ta. Phạm Tư Kỳ cuối cùng cũng không quay đầu lại, thấp giọng nói: "Thôi vậy, tôi không muốn xem, nhìn vật lại nhớ đến người, cũng chỉ thêm đau buồn, hãy giúp tôi đốt chúng đi." Nói xong, Phạm Tư Kỳ vội vã rời khỏi đó, trong lòng nặng nề như có một lớp mây đen bao phủ, cô ta vốn tưởng rằng sau khi hứa ra dũng chết đi thì tất cả sẽ kết thúc lại không ngờ rằng âm hồn của anh ta vẫn không tiêu tan, Phạm Tư Kỳ không biết túi tài liệu mà Heather phu nhân nói rốt cuộc là thứ gì. Nếu như hứa ra Dũng thật sự để lại thứ gì đó, vậy thì... Phạm Tư Kỳ không dám nghĩ tiếp nữa. Heather phu nhân lạnh lùng nhìn theo bóng xa dần của Phạm Tư Kỳ, trong mắt cô ấy đầy sự thù hận ghi xương khắc cốt. Cô ấy không lập tức rời khỏi đó, mà vẫn ngồi uống nốt tách chè, rồi quay sang nói với người đàn ông đi bên cạnh, Long Quý, cậu xem có phải cô ta có gì đó bất bình thường không? Người đàn ông đó nói, trông cô ta rất hoảng loạn, rất sợ hãi. Heather phu nhân từ từ đứng dậy, thấp giọng nói, không làm việc thẹn với lòng thì không sợ quỷ đến gõ cửa, trên đời này có thứ gọi là báo ứng, bất luận là làm việc có hoàn mỹ đến đâu, bất luận là có để lại chứng cứ hay không, chỉ cần đã làm thì sẽ có người biết. Long quý nói, phu nhân nghi ngờ cái chết của hứa tiên sinh có liên quan đến cô ta hứa sắt phu nhân điềm nhiên nói tôi không thích lãng phí thời gian vào sự nghi ngờ tuổi của tôi cũng không còn nhỏ nữa không có thời gian để nghi ngờ để phân tích long quý thấp giọng nói phu nhân tôi hiểu nên làm thế nào rồi đơ phu nhân bước ra khỏi quán cà phê ngẩng đầu nhìn bầu trời dày kịt mây đen tình cảm con người không thể giấu giếm được gia dũng rất đáng thương lấy phải một người phụ nữ hoàn toàn không yêu mình Nói rồi bà ta quay lại nói với Long Quý, mỗi người đều phải trả giá cho những hành vi của mình, cậu nói có đúng không? Chấm chấm. Phạm Tư Kỳ trở về xe của mình, Lâm Bối Bối đang đợi trong xe, thấy cô ta trở lại, liền quan tâm hỏi, sao rồi? Bọn họ rốt cuộc nói như thế nào? Phạm Tư Kỳ lắc lắc đầu nói, vô dụng thôi, chính quyền Nam Thích đã quyết ý đá chúng ta ra khỏi hạng mục cảng thâm thủy, ai cũng không thể thay đổi được. Lâm bối bối phẫn nộ nói, tất cả đều là do tên Trương Dương đó, nếu như không phải hắn dở trò bên trong thì nam tích sao có thể làm như vậy. Phạm Tư Kỳ cười khổ nói, bối bối, chuyện này thì có liên quan gì đến hắn chứ? Phía thành phố Nam Tích muốn hất cảng chúng ta đi là vì bọn họ đã tìm được phía đầu tư tốt hơn, chính quyền Lam Sơn lộ diện đầu tư, lợi ích của bọn họ là đồng nhất, bọn họ đang lợi dụng cơ hội lần này để điều chỉnh cơ cấu đầu tư, việc này không thể trách bất kỳ ai, muốn trách thì chỉ có thể trách tôi thôi. trách tôi đã quá đề cao thực lực của chúng ta, tưởng rằng lợi dụng được vấn đề tiền vốn mà có thể ép được bọn họ nhượng bộ, khiến cho bọn họ phải giao mảnh đất sân vận động ra. ai ngờ lại chữa lợn lành thành lợn que. lần này đúng là vứt dưa hấu nhặt hạt vừng. nói đến đây, phạm tư kỳ đột nhiên nhận thức được rằng mình đến cả hạt vừng cũng không nhặt được, mảnh đất sân vận động cô ta cũng chuẩn bị từ bỏ rồi. lâm bối bối nói, lẽ nào cứ bỏ qua như thế? chị đã phải tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục được hội đồng quản trị, bây giờ công trình cảng thâm thủy đã hỏng. Vậy nỗ lực trước đây của chị chẳng phải đều hóa bong bóng xà phòng sao, em thấy ấm ức thay cho chị. Phạm Tư Kỳ nói, không có gì phải ấm ức cả, đây là một thế giới tàn khốc mà hiện thực, chúng ta đã mất đi giá trị lợi dụng, chính quyền thành phố Nam Tích đã không còn cần đến chúng ta nữa, kết cục như thế này là rất bình thường. Lâm bối bối nắm tay Phạm Tư Kỳ, dùng cách này để an ủi cô ta, Cô ấy nhỏ tiếng nói, "Chúng ta có nên lập tức trở về Singapore không?" Phạm Tư Kỳ nhắm mắt lại, cô ta đang phải đưa ra một quyết định khó khăn, qua một lúc lâu mới nói, "Chúng ta không thể đi như thế này, nếu đi như thế này thì phải ăn nói thế nào với các vị đồng sự, chỉ cần còn một tia hy vọng thì phải nỗ lực tiếp." Lâm Bối Bối nói, "Ý chị là việc ở Cảng Thâm Thủy vẫn còn có chuyển cơ." Phạm Tư Kỳ lắc đầu nói, "Có lẽ chúng ta nên dồn tâm sức vào mảnh đất sân vận động đó." Lâm bối bối kinh ngạc nói, chỉ muốn thông qua việc này để cứu vãn lại tổn thất. Phạm Tư Kỳ thở dài nói, tổn thất là không thể cứu vãn được, thứ có thể cứu vãn được chỉ có một chút thể diện thôi. Phải giúp đồng sự trừ bỏ được hậu quả sau này, phải làm mấy việc để chặn mồm bọn họ lại. Cung kỳ vĩ nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã quá giờ tan sở, y vội vàng thu dọn tài liệu, chuẩn bị đến trường đón con gái. Hôm nay là sinh nhật con gái, y đã đồng ý đến đón Nhã Hinh, phải đến trường đón nó, gần đây con gái học hành bận rộn y cũng bận với công việc nên ít có thời gian nói chuyện với con là một người cha y cảm thấy có chút xấu hổ hôm nay dù sao cũng có thời gian nhất định phải ở cạnh con gái nhiều hơn mới đúng nhưng y lại vì bận việc mà lỡ thời gian lần này nhất định lại làm cho nhã hinh không vui rồi chuông điện thoại vang lên cung kỳ vĩ không muốn nhấc điện thoại vào lúc này bí thư của ý là hứa phương hiểu được ý liền bước lên trước nhấc điện alo đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói trầm trầm tôi tìm phó thị trưởng cung anh là ai không cần phải hỏi nhiều cậu chỉ cần bảo ông ta nhắc điện thoại nếu không trong nhà ông ta xảy ra bất cứ chuyện gì thì cậu phải tự chịu trách nhiệm hứa phương nghe thấy lời này không khỏi giật mình gã nhìn cung kỳ vĩ cung kỳ vĩ từ vẻ mặt của hứa phương hiểu được gì đó liền bước tới nhận điện thoại từ tay hứa phương alo phó thị trưởng cung con gái của ông đang đợi ông ở cổng trường đấy ông nói với nó 5 giờ đến đón, tại sao lại đến muộn? Cung kỳ vĩ sắc mặt đại biến, y cố gắng khống chế sự căng thẳng trong lòng, thấp giọng nói anh có ý gì? Ông là người thông minh nh mà, bây giờ con gái ông đang đi tới buồng điện thoại công cộng ở gần trường học, xem ra nó định gọi điện cho ông. Cung kỳ vĩ cảm thấy như trời sụp xuống trước mặt, y không còn cách nào khống chế được cảm xúc của mình, liền phẫn nộ gào lên anh là ai? Có chuyện gì cứ đến tìm tôi, tại sao lại tìm người nhà tôi phó thị trưởng cung tôi cứ tưởng ông là một người công tư phân minh không quan tâm đến người nhà không ngờ trên thế giới này vẫn còn có người ông quan tâm cũng có những chuyện có thể làm ông xúc động cung kỳ vĩ hết sức kiềm chế cảm xúc của mình anh muốn làm gì tôi không muốn làm gì cả tôi chỉ muốn ông biết trên đời này làm bất cứ điều gì cũng đều có cái giá của nó đợi chút con gái ông chuẩn bị gọi điện cho ông rồi ông nhận điện thoại rồi tính sau Người đàn ông đó vừa cúp điện thoại thì di động của cung kỳ vĩ đổ chuông, y nhanh chóng nhấc điện thoại, đầu kia điện thoại quả nhiên là giọng con gái, cha ơi, cha nói là đến đón con, sao bây giờ vẫn chưa tới. Cung kỳ vĩ lớn tiếng nói, nhã hình, con nghe cha nói, bây giờ trở lại trường học, không được nói chuyện với bất kỳ ai, về trường học tìm cô giáo, đợi cha, đợi cha qua đón con. Cha, cha làm sao vậy? Nhã hình nghe cha nói, có người muốn gây bất lợi với con cung nhã hinh nói cha không sao đâu ạ à, ở đây có cảnh sát con đi tìm cảnh sát cung kỳ vĩ nghe nói ở đó có cảnh sát thì yên tâm một chút nhưng lập tức lại cảm thấy có gì không ổn nhã hinh con mau rời khỏi chỗ đó trở về trường học không được để ý đến bất kỳ ai rồi y nghe thấy tiếng gõ cửa ở buồng điện thoại cung nhã hinh xoay người lại thấy một viên cảnh sát trung niên mặc đồng phục mỉm cười với nó người cảnh sát trung niên đó mở cửa buồng điện thoại cười nói với Cung Nhã Hinh, cháu gái, có cần giúp đỡ gì không? Cung Nhã Hinh lắc lắc đầu, nhưng viên cảnh sát đó lại đưa tay ra, chiếc khăn tay màu trắng trong tay bịt chặt vào mũi miệng của Cung Nhã Hinh, Cung Nhã Hinh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, không kêu nổi một tiếng rồi ngã xuống, viên cảnh sát đó một tay đỡ nó, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang treo lủng lẳng, bên trong truyền ra tiếng gọi gấp gáp của Cung Kỳ Vĩ, Nhã Hinh, Nhã Hinh. Viên cảnh sát trung niên nhấc điện thoại, thấp giọng nói, nó rất khỏe. Nói rồi buông điện thoại xuống. Cung Kỳ Vĩ nắm chặt tay, y gào lên, "Tao cảnh cáo mày, mày mà dám động đến con gái tao dù một cái móng tay, tao dù có phải lật tung gầm trời này lên cũng sẽ giết chết mày." Bí thư Hứa đứng một bên mắt trợn lên, đợi đến khi Cung Kỳ Vĩ cúp điện thoại gã mới lắp bắp nói, "Thị thị trưởng, cung, có báo cảnh sát không?" Cục trưởng Cục Công an thành phố Nam Tích Trương nước phòng sau khi nghe thấy con gái phó thị trưởng Cung Kỳ Vĩ bị bắt cóc cũng kinh ngạc vô cùng. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ, con gái phó thị trưởng giữa Thanh Thiên Bạch Nhật lại bị người ta bắt đi, rõ ràng là vô pháp vô thiên, đây không những là khiêu chiến với Cung Kỳ Vĩ mà còn là khiêu chiến với cả giới cảnh sát Nam Tích. Trương nước phóng nhanh chóng phi tới cổng trường trung học số 1 Nam Tích, Cung Kỳ Vĩ đã nhanh hơn một bước tới trước, chưa ai từng nhìn thấy bộ dạng tan thương lo lắng như bây giờ của Cung Kỳ Vĩ, y đứng im như khúc gỗ trước cửa buồng điện thoại công cộng, trầm mặc hút điếu thuốc một người vốn đầu tóc trải chuốt chỉnh tề giờ cũng rối bù lên, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đầy tia máu, làm cho người ta không khỏi lo lắng. Trương Đức Phóng bước tới, thấp giọng nói, phó thị trưởng cung. Cung kỳ vĩ gật gật đầu, giọng ông ta có chút mệt mỏi, có tin tức gì không? Trương Đức Phóng nói, đã tìm thấy một nhân chứng mục kích, nhưng chỉ nói con gái anh lên một chiếc xe cảnh sát, còn những chuyện khác thì không biết. Nói rồi gã lập tức bổ sung thêm, tôi có thể bảo đảm việc này không có liên quan gì đến phía cảnh sát chúng tôi. Cung kỳ vĩ quay sang phía trương nước phóng, nhìn chăm chăm vào gã, nói từng chữ một, tôi không cần biết là ai đã bắt cóc con bé đi, tôi chỉ muốn con bé bình an, tôi chỉ cần nó bình an trở về, cậu hiểu không? Trương nước phóng gật gật đầu, xảy ra chuyện như thế này gã cũng chỉ có thể thể hiện sự đồng cảm, nhưng cái án này thật là quá phức tạp, đối phương thậm chí còn không để lộ xem hắn muốn gì, nếu như hắn không đưa ra điều kiện thì mục đích của hắn chính là báo thù. Nếu như vậy thì tình cảnh của cung nhã hình bây giờ sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Trương Đức Phóng nói, Phó Thị trưởng Cung, anh thử nghĩ kỹ xem người đó có nói với anh là hắn muốn gì không? Mục đích và động cơ của hắn là gì? Cung Kỳ Vĩ lắc đầu nói, không biết, tôi thật sự không biết. Điện thoại của y lại đổ chuông, là vợ y gọi tới, Dương Ninh vẫn chưa biết chuyện con gái bị bắt cóc, tinh thần cô ấy không tồi, Kỳ Vĩ đã đón được con gái chưa em nói cho anh biết nhé nhã hình gần đây rất bất mãn với anh đấy nhân cơ hội này anh hãy giao lưu tình cảm một chút với con em đang đi lấy bánh kem sắp về rồi cung kỳ vĩ muốn nói gì đó nhưng lời đến miệng lại bị chẹn lại thấp giọng nói ừ em đi cẩn thận em biết rồi cung kỳ vĩ gấp điện thoại lại trương đức phóng nói phó thị trưởng cung vì sự cần thiết cho điều tra án chúng tôi cần phải giám sát điện thoại của anh Cung kỳ vĩ gật gật đầu, đưa điện thoại của gã. Trương Đức Phóng giao điện thoại cho kỹ thuật viên, từ bây giờ bọn họ sẽ theo dõi điện thoại của cung kỳ vĩ 24 phần 24, chỉ cần tên bắt cóc gọi điện thoại tới thì có thể dò tìm được vị trí của hắn. Cung kỳ vĩ bước vào trong buồng điện thoại công công, nhân viên kỹ thuật đã lấy hết dấu vân tay có ở trong đó, cung kỳ vĩ nhấc điện thoại lên đặt vào vị trí, vừa đặt vào thì lập tức chuông điện thoại vang lên. Cung kỳ vĩ nhanh chóng nhấc lên, vẫn là giọng nói đó, tôi sớm đã nói rồi, ông sẽ hối hận, tại sao lại không tin tôi? Cung Kỳ Vĩ thấp giọng nói, mày muốn gì? Y đưa mắt nhìn xung quanh, y có lý do tin tưởng rằng nhất cử nhất động của mình đang nằm dưới sự giám sát của đối phương. Tôi muốn ông phải trả giá, tôi sẽ làm cho ông phải mở mắt mà nhìn người thân của mình ra đi mà ông lại không có cách nào cứu thoát được. Thả con gái tao ra, nó không có liên quan gì đến chuyện này. Cung Kỳ Vĩ gần như cầu xin nói, muộn quá rồi từ bây giờ ông đã mất đi quyền hộ hiệu lệnh rồi ông cho rằng báo cảnh sát thì có thể tìm được con gái về sao thật là nực cười cái đám mặc đồng phục bên cạnh ông toàn bộ đều là đồ vô dụng ông giao tính mạng con gái ông cho chúng cũng chính là đẩy con gái ông vào chỗ chết cung kỳ vĩ thấp giọng nói mày rốt cuộc muốn gì ông không phải là rất uy phong sao ông không phải là cho rằng mình một tay có thể khống chế tất cả sao ha 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 Xem lại dáng vẻ vẫy đuôi cầu khẩn của ông tôi thật vui mừng quá. Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của con ông phải không? Một cô gái xinh đẹp như thế này, làn da trắng nõn nà như thế này thật là làm cho người ta muốn cắn một miếng. Cung Kỳ Vĩ run giọng nói, hãy tha cho nó, mày có thù hận gì thì cứ tìm tao. Tao nghe nói Đảng viện Cộng sản đều không sợ chết, uy dũng bất khuất, phú quý đều không màng, nhận chuyện này tao cũng vừa nghiệm chứng được. Cán bộ Đảng Cộng sản chúng mày phải chăng thật sự là vĩ đại như vậy? Phó thị trưởng Cung, chúng ta cứ từ từ chơi, không phải vội. Cung Kỳ Vĩ nắm chặt lấy tai nghe, nghe thấy tiếng tút 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 trong điện thoại, một lúc sau mới đặt điện thoại xuống. Trương Đức phóng đi tới đưa cho y chiếc điện thoại đã được xử lý, thấp giọng nói, vừa rồi có phải là điện thoại của tên bắt cóc. Cung Kỳ Vĩ không nói phải hay không, khuôn mặt bi thương nói, hắn không đưa ra bất kỳ điều kiện nào, không đưa ra bất kỳ điều kiện nào. Trương Nước Phóng nói, "Phó thị trưởng Cung, án này rất nghiêm trọng, tôi phải báo lên lãnh đạo thành phố." Cung Kỳ Vĩ buồn bã gật đầu, "Cậu muốn làm thế nào thì làm, tôi, tôi chỉ muốn tìm thấy con gái tôi, chỉ muốn nó được bình an." Chương 605, ta phải báo thù. Phạm Tư Kỳ mở cửa phòng, thấy có công an đứng bên ngoài, người đi đầu chính là cục trưởng cục công an thành phố Nam Thích Trương Nước Phóng, cô ta có chút kinh ngạc hỏi, "Các anh có chuyện gì?" Trương Nước Phóng mặt không cảm xúc nói: Cô Phạm, chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến án bắt cóc, mời cô theo chúng tôi về cục công an hợp tác điều tra. Lâm Bối Bối đứng bên cạnh liền chạy lên nói: Này, các người có nhầm lẫn gì không thế? Nói gì vậy? Phạm Tư Kỳ bình tĩnh hơn Lâm Bối Bối nhiều, cô ta nhìn Trương Nước Phóng nói: Cục trưởng Trương, tôi không hiểu anh có ý gì. Trương Nước Phóng cũng không có hứng nói vòng vo, liền vào thẳng chủ đề, cô Phạm con gái phó thị trưởng cung chiều nay khi tan học đã bị người ta bắt cóc, tôi nghĩ cô biết một số chuyện gì đó. Phạm Tư Kỳ kinh ngạc đến nỗi mắt trợn cả lên, cô ta nói, anh nói con gái phó thị trưởng cung mất tích rồi. Anh lại nghĩ tôi có liên quan đến chuyện này. Trương Đức Phóng nói, cô Phạm, mong cô hợp tác với chúng tôi. Phạm Tư Kỳ nói, tôi không liên quan gì tới chuyện này. Trương Đức Phóng làm một động tác mời, cô Phạm, tôi nghĩ chỗ này không phải là nơi để giải thích. Phạm Tư Kỳ nhanh chóng chấp nhận sự thật, cô ta nói với Lâm Bối Bối, "Bối Bối, gọi điện cho La Ân, bảo anh ta lập tức đến đây." La Ân là luật sư của cô ta. Lâm Bối Bối hoang mang bối rối, không biết làm như thế nào mới tốt, gần như bị tình cảnh trước mắt làm cho hoảng sợ ngẩn ra. Phạm Tư Kỳ lớn tiếng nói, "Có nghe thấy gì không?" Lâm Bối Bối lúc này mới như tỉnh cơn mơ, gật gật đầu. Trong phòng nghị sự của thành ủy Nam Tích đang diễn ra một cuộc họp thường ủy khẩn cấp. Bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên đập bàn phẫn nộ nói: "Thật là vô pháp vô thiên, giữa ban ngày ban mặt lại dám bắt cóc con gái của phó thị trưởng cung, bắt được đám người này nhất định phải nghiêm trị." Thị trưởng Hạ Bá Đạt thở dài nói: "Việc này quả thật làm cho người ta đau lòng." Y chỉ bày tỏ một chút cảm nhận chứ không nói bất cứ kiến giải nào. Đa số đám thường ủy hội đều đã quen với cách nói này của Hạ Bá Đạt, cũng biết y sẽ không đưa ra được ý kiến nào mang tính xây dựng. Bí thư kỷ ủy Lý Bồi Nguyên nói, kẻ nào mà gan to thế, lại dám làm như vậy? Phó thị trưởng Cung có những kẻ thù nào? Bộ trưởng Bộ trưởng tuyên truyền kỷ ủy Lương Tùng nói, con gái phó thị trưởng bị bắt cóc có phải có liên quan đến việc ở cảng Thâm Thủy không? Có phải là vì phó thị trưởng Cung đã động chạm đến lợi ích của một số người nào đó cho nên bọn họ mới lợi dụng cách này để báo thù? Phó thị trưởng thường vị Lý Trường Vũ nói, bất luận là ai, bất luận là vì nguyên nhân nào hạ thủ với một đứa bé đều là vô sỉ cực độ, chúng ta phải có hành động quyết đoán, trong thời gian ngắn nhất tìm được cung nhã hình, chúng ta không thể để cho đồng chí của mình vừa chảy mồ hôi nước mắt cho sự nghiệp của đảng, vừa phải lo lắng cho gia đình, chuyện như thế này tôi hy vọng là lần đầu tiên xảy ra ở Nam Tích cũng là lần cuối cùng. Từ quang nhiên gật gật đầu, đồng chí Trường Vũ nói rất đúng, tôi quyết định lập tức thành lập tổ chuyên án, sẽ do đồng chí bá đạt chỉ huy, tập trung tất cả lực lượng có thể tập hợp được, cho dù phải lật tung cả Nam Tích cũng phải tìm được con gái phó thị trưởng cung. Về mặt xử lý chuyện này, tất cả thường ủy đều có một tư tưởng cùng chung mối thù, nếu như chuyện này đã có thể xảy ra với cung Kỳ vĩ thì nói không chừng chuyện tương tự cũng sẽ xảy ra với bọn họ, đối với những hành vi tội ác như thế này cần phải kiên quyết dập tắt không thể bỏ qua. Hạ Bá đạt trong lòng có chút buồn bực, từ quang nhiên tại sao lại muốn giao chuyện này cho y? Đây rõ ràng là làm khó cho mình, cái án này đâu có dễ tra ra tuy mọi người đều động viện nhưng nếu như đối phương thực sự có giã tâm báo thù cung kỳ vĩ, vậy thì cung nhã hình rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như không thể thành công giải cứu cung kỳ vĩ vậy thì liệu từ quang nhiên có nhân cơ hội này đẩy hết trách nhiệm sang cho mình không? Con người hạ bá đạt này quá cẩn thận, cho dù vào lúc này rồi mà việc đầu tiên y nghĩ tới vẫn là vấn đề trách nhiệm sẽ đổ cho ai? Từ quang nhiên quyết định để cho hạ bá đạt chỉ huy không phải là cố ý làm khó y, Lý Trường Vũ tuy là phó thị trưởng thường vụ nhưng Lý Trường Vũ dù sao cũng vừa mới đến Nam Tích, không quen thuộc với tình hình các ban ngành ở Nam Tích. Vụ án bắt cóc lần này lại là con gái của phó thị trưởng Cung Kỳ Vĩ, cũng chỉ có thể do mình và Hạ Bá Đạt đích thân chỉ huy tổ chuyên án mới có thể thể hiện được rõ sự coi trọng đối với vụ án này. Hạ Bá Đạt bây giờ đành phải chấp nhận nhiệm vụ này, y thấp giọng nói: "Bí thư từ yên tâm, các vị thường ủy yên tâm, tôi nhất định sẽ đích thân theo dõi vụ án này." cố gắng hết sức để cứu được con gái phó thị trưởng cung trương dương biết được chuyện con gái cung kỳ vĩ bị bắt cóc vẫn là từ chỗ lý trường vũ hắn vốn muốn gọi điện thoại hỏi cung kỳ vĩ một chút nhưng nghĩ lại tâm trạng cung kỳ vĩ bây giờ nhất định là không tốt mình tốt hơn là không nên quấy rầy ông ta hắn liền chuẩn bị đến chỗ trương đức phóng một chuyến tìm hiểu chút tình hình của cung nhã hinh lợi dụng quan hệ ở quốc an của mình có lẽ sẽ giúp được gì đó khi trương dương đang chuẩn bị rời phòng làm việc thì cao liêm minh đến tìm hắn trương dương nói có chuyện gì thì trở về hãng nói tôi có việc gấp phải làm cao liêm minh nói cậu đi đâu cục công an cao liêm minh nói vừa hay tôi cũng đến đó trương dương hơi ngẩn ra gật đầu nói ừ thế thì cùng đi cao liêm minh lên chiếc xe của trương dương phạm tư kỳ bị công an bắt đi rồi trương dương nói liên quan gì đến cậu cao liêm minh nói luật sư của cô ta la ân là bạn đồng môn của tôi tôi vừa nhận được điện thoại của la ân anh ấy đang từ singapore tới nhanh nhất cũng phải ngày mai mới tới được nam tích nên bảo tôi đi tìm hiểu tình hình trước trương dương gật đầu khởi động xe cao liêm minh nói cậu có nghĩ là phạm tư kỳ có liên quan đến vụ án bắt cóc này không trương dương hỏi lại cô ta tại sao phải làm như thế cao liêm minh nói công trình cảng thâm thủy phó thị trưởng cung đã đá cô ta từ công trình cảng thâm thủy ra, làm cho tinh nguyệt tổn thất nặng nề, vì thế mà cô ta mới sinh ra thù hận, cho nên muốn bắt cóc cung nhã hình để báo thù phó thị trưởng cung. Trương Dương nói, nếu như chuyện này là do cô ta làm thì tại sao cô ta không đợi khi trở về Singapore rồi mới động thủ, bây giờ động thủ chẳng khác nào đợi người ta nghi ngờ cô ta, đi bắt cô ta. Đúng rồi, có một điểm tôi phải nhắc nhở cậu, cô ta vừa mới nộp 100 vạn tiền đặt cọc tham gia đấu thầu, Cao Liêm Minh nói, có thể là vì để diễn kịch nên mới làm như thế, chỉ là để che mắt người xung quanh thôi. Trương Dương không khỏi cười lên, cậu rốt cuộc là muốn biện hộ cho cô ta hay là muốn tống cô ta vào tù vậy? Cao Liêm Minh đáp, nguyên tắc làm việc của tôi từ trước đến nay đều là suy nghĩ đến mặt xấu nhất, chỉ có nghĩ hết tất cả mọi hướng tôi mới có thể phát hiện ra đáp án. Gã nói xong rồi cười cười, việc này điểm nghi vấn thật sự rất nhiều, có điều phạm tư kỳ đích thực cũng đáng nghi, Trước khi cung nhã hình mất tích cô ta đã từng đi gặp phó thị trưởng cung, còn nói một câu rất đáng ngờ, nói là phó thị trưởng cung nhất định sẽ hối hận. Trương Dương nói, bất luận chuyện này là do ai làm thì đều rất bị ổi, loại người này nếu rơi vào tay tôi thì tôi nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Trương Dương trước khi đến cục công an đã gọi điện cho Trương Đức Phóng, Trương Đức Phóng đến tận bây giờ vẫn đang mở hội nghị khẩn cấp ở cục công an, từ sau vụ phong ba ở Hải Thiên, Trương Đức Phóng rất ít liên hệ với Trương Dương, Trương Dương đã làm cho gã tổn thất một món tiền lớn, ngoài miệng thì Trương Đức Phóng không có nói gì, nhưng trong lòng vẫn canh cánh không thôi. Nhưng gã cũng biết rằng cùng với sự xuất hiện của Phó Thị trưởng Thường vụ Lý Trường Vũ, địa vị của Trương Dương cũng càng lúc càng vững chắc hơn, đối mặt với một người nổi tiếng như vậy gã không dám đắc tội mà cũng không thể đắc tội nổi. Trương Dương và Cao Liêm Minh cùng đến phòng làm việc của Trương Đức Phóng trước, tìm hiểu một số tình hình của Cung Nhã Hinh, Trương Đức Phương không bảo mật những thông tin này vì trên thực thế thông tin gã nắm được cũng chẳng có bao nhiêu. Từ lúc kẻ bắt cóc liên lạc với cung kỳ vĩ đến giờ cũng đã 2 tiếng đồng hồ, đến bây giờ kẻ bắt cóc vẫn chưa liên lạc lại. Trương Đức Phóng nói, đây có lẽ không phải là một vụ bắt cóc đơn thuần, kẻ bắt cóc hoàn toàn không đưa ra điều kiện, mục đích của hắn là báo thù, cho nên án này rất khó tra. Cao Liêm Minh nói, tôi muốn gặp Phạm Tư Kỳ một chút. Trương Đức Phóng nói, được, chúng tôi không làm khó cô ta, dù sao đến bây giờ vẫn chưa có chứng cứ xác thực để chứng tỏ cô ta có liên quan đến vụ bắt cóc này. Cao Liêm Minh nói, theo như luật pháp liên quan, các anh nhiều nhất chỉ có thể giữ được cô ấy 24 giờ. Trương Đức Phóng nói, cô ta giờ ở chỗ chúng tôi là tuyệt đối an toàn, nhưng cung nhã hình ở bên ngoài kia cho dù là một phút cũng vô cùng nguy hiểm, tôi lo rằng. Trương Đức Phóng không nói hết câu, ý của gã rất rõ ràng, khả năng cung nhã hình giết chết là rất lớn. Phạm Tư Kỳ ngồi yên lặng trong phòng cách ly, vừa rồi công an đã tiến hành hỏi đáp, Phạm Tư Kỳ đã nói hết tất cả những gì mình biết và cả những chuyện xảy ra ở trong phòng làm việc của cung kỳ vĩ. Được sự cho phép của Trương Đức Phóng, Trương Dương cùng Cao Liêm Minh đến phòng cách ly. Phạm Tư Kỳ thấy bọn họ liền có chút kinh ngạc, cô ta không hiểu lúc này sao Trương Dương lại đến gặp mình, Phạm Tư Kỳ nói tôi không có làm, tôi không tìm người báo thủ phó thị trưởng cung. Trương Dương chỉ sang Cao Liêm Minh đứng bên cạnh nói, đây là Cao Liêm Minh, là cố vấn pháp luật của chúng tôi. Cao Liêm Minh đưa tay ra bắt tay với Phạm Tư Kỳ, cô Phạm, tôi được la ân ủy thác đến đây, tôi là đồng môn của anh ấy, vì anh ấy bây giờ không thể kịp thời đến đây cho nên ủy thác tôi đến tìm hiểu tình hình trước. Phạm Tư Kỳ nói, những gì cần nói tôi đều đã nói với cảnh sát rồi, tôi không làm. Vâng, tôi quả thật có nói sẽ làm cho ông ta hối hận, nhưng chỉ là nói thôi, tôi không có làm. Cao Liêm Minh thấp giọng an ủi, cô Phạm, mong cô giữ bình tĩnh, tôi đến đây là muốn giúp làm rõ việc này, là ân ngày mai mới có thể đến được Nam Tích, tôi đã nhận sự ủy thác của anh ta, đến giúp đỡ cô trước. Bây giờ xin cô hãy kể lại với tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mong nhẫn nại một chút, chúng ta bắt đầu từ lúc cô gặp phó thị trưởng cung. Phạm Tư Kỳ điều chỉnh lại cảm xúc, hít một hơi thật sâu nói, khi tôi biết tinh nguyệt bị thành phố Nam Tích bị đá ra khỏi công trình cảng thâm thủy đã rất tức giận, cũng rất thất vọng, sau khi nhận được tin tức tôi lập tức từ bắc kinh chạy tới nam tích để hỏi cho rõ ràng cho nên tôi đã tìm đến phó thị trưởng cung và nói một số lời kích động nói gì tôi nói ông nhất định sẽ hối hận nhất định sẽ hối hận khi phạm tư kỳ nói ra lời này trong lòng quả thật cảm thấy hối hận tại sao mình lại nói là lời này chính lời này đã biến cô ta trở thành nhân vật bị tình nghi trong vụ án bắt cóc này phạm tư kỳ nói tôi thật sự không phải là muốn uy hiếp ông ta Tôi không phải là không rõ chúng tôi bị đá ra khỏi cuộc chơi cũng không phải chỉ một mình phó thị trưởng cung là có thể quyết định được, đó là quyết định của toàn thể lãnh đạo thành phố Nam Tích, tôi sao có thể báo thù một mình ông ta?" Trương Dương nói, "Cô có vì chuyện này mà hận ông ấy không?" Cao Liêm Minh nhìn Trương Dương, rõ ràng chỉ trích hắn không nên chen lời vào lúc này. Phạm Tư Kỳ nghĩ nghĩ rồi nói, "Tôi quả thật có chút oán hận với ông ta, nhưng tôi sẽ không dùng cách cực đoan như vậy." Trương Dương, cậu nên hiểu rõ tôi không phải là loại người đó. Trương Dương không nói, hắn không tin Phạm Tư Kỳ sẽ làm ra chuyện bắt cóc hại người. Nếu như Phạm Tư Kỳ là loại người đó thì lúc đầu hứa ra dũng đối với cô ta như vậy tại sao cô ta không hạ thủ trừ bỏ hứa ra dũng? Cao Liêm Minh nói, cô Phạm, ngoài việc đó ra còn có gì nữa không? Hôm nay cô đã từng gặp ai? Còn xảy ra chuyện gì nữa? Phạm Tư Kỳ nghĩ một lát, từ sau khi mình bị đưa đến cục công ai, tâm tư của cô ta vô cùng hỗn loạn, lời của Cao Liêm Minh đã làm cho cô ta bình tĩnh lại, cô ta đột nhiên nhớ tới chuyện mình gặp mặt Header phu nhân, liền thấp giọng nói, khi rời khỏi phòng làm việc của phó thị trưởng cung tôi đã từng gặp Header phu nhân, cùng uống cà phê với cô ta. Hai người đã nói chuyện gì? Cao Liêm Minh hỏi nhỏ. Trương Dương nghe đến cái tên Header phu nhân chợt hơi ngẩn ra, hắn cũng biết Header phu nhân đã đến Nam Tích, mà cũng vừa nộp 100 vạn tiền tham gia đấu thầu. Phạm Tư Kỳ nhìn Trương Dương nói, "Cô ta hỏi tôi về chuyện chồng đã mất, nói chồng tôi khi sinh thời có quan hệ không tồi với cô ta, cô ta rất yêu quý anh ấy." Cao Liêm Minh nghe vậy liền cảm thấy khó chút khó hiểu, anh ta không biết việc này có liên hệ gì đến án bắt cóc, nhưng Trương Dương lại không nghĩ như vậy, hắn luôn cảm thấy giữa Heather phu nhân và Hứa Gia Dũng có gì đó thần bí, bây giờ nghe Phạm Tư Kỳ nói như vậy, trong lòng hắn chợt hiện lên một dấu hỏi lớn, Heather phu nhân nhắc đến Hứa Gia Dũng rốt cuộc có mục đích gì? Khi Trương Dương và Cao Liêm Minh chuẩn bị rời đi, Phạm Tư Kỳ nói với giọng vô cùng vô vọng, Trương Dương, tôi thật sự không làm. Trương Dương mỉm cười, lúc này hắn cũng không biết nên nói gì mới được. Cao Liêm Minh an ủi Phạm Tư Kỳ, nói cô không phải sợ hãi, phía cảnh sát nhiều nhất cũng chỉ có thể giữ cô 24 tiếng, bọn họ không có chứng cứ xác thực thì không thể khởi tốt cô. Trương Dương và Cao Liêm Minh sau khi ra khỏi cửa, Cao Liêm Minh nói, giữa cậu và Phạm Tư Kỳ phải chăng có chuyện gì còn giấu tôi? Trương Dương lắc lắc đầu nói, không có, tôi mới quen cô ấy một thời gian, qua lại rất ít, cũng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Cao Liêm Minh nói, cậu có nghĩ chuyện này do Phạm Tư Kỳ làm không? Trương Dương nói, bất kể chuyện gì cũng cần phải có chứng cứ, trước khi chưa có chứng cứ thì tôi không thể đưa ra phán đoán. Cao Liêm Minh đang định nói hắn giảo hoạt thì nhìn thấy Trương Đức Phóng đi tới, Trương Dương gật gật đầu với Trương Đức Phóng, cười nói cục trưởng Trương vẫn không yên tâm với chúng tôi nên đích thân đến xem à. Trương Đức Phóng cười ha ha nói, bạn bè cũ, nói gì vậy? Trương Dương nói, có phải là sự việc có tiến triển gì không? Trương Đức Phóng nói, đúng là mò kim đáy bể, một chút tin tức cũng không có, một lát nữa thị trưởng Hạ sẽ đến đây mở hội nghị của tổ chuyên án. Trương Dương nghe thấy Hạ Bá Đạt Đích Thân theo dõi vụ án này mới thấy việc cung nhã hình bị bắt cóc đã chấn động cả Nam Thích, theo tình hình trước mắt có thể thấy phía cảnh sát không có bất cứ tiến triển thực chất nào, hắn phải hành động mới được, lợi dụng quan hệ của mình ở quốc an xem xem có thể giúp đỡ được gì cho cung kỳ vĩ không, quyết không thể đứng chừng mắt mà nhìn bi kịch xảy ra. Cao Liêm Minh nói, Cục trưởng Trương, đương sự của tôi có thể được bảo lãnh không? Trương Đức Phương nói, chúng tôi chỉ mời cô Phạm đến hợp tác điều tra án, không có ý khác. Cao Liêm Minh nói, tôi cần phải nhắc nhở anh, phía cảnh sát các anh chỉ có thể giữ được đương sự của tôi nhiều nhất 24 giờ. Trương Đức Phương hiểu rất rõ gốc gác của Cao Liêm Minh, gã thở dài nói, mọi người đều là người mình, tôi cũng không giấu các cậu làm gì. Từ lúc con gái phó thị trưởng cung bị bắt cóc đến giờ tôi ngay một tin tức nhỏ cũng không có, sức ảnh hưởng của việc này vô cùng lớn, tất cả lãnh đạo trong thành phố đều bị kinh động, yêu cầu chúng tôi phải nội trong 24 giờ đưa ra được kết quả, nhưng theo như tình hình hiện trường, chắn tôi hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu nếu như tên bắt cóc ra điều kiện thì còn dễ nói. Nhưng bây giờ tên bắt cóc hoàn toàn không đưa ra bất cứ điều kiện gì, mục đích của hắn rất có thể là để báo thù. Bây giờ tất cả hệ thống cảnh sát công an thành phố đang tiến hành kiểm tra nội bộ, căn bản bây giờ đã có phản hồi, không hề có bất kỳ một cảnh sát nào có liên quan đến vụ việc. Trương Nước Phóng còn muốn nói gì đó thì một viên cảnh sát vội vã chạy tới, hóa ra thị trường hạ bá đạt đã đến, anh ta vội vã ra đón tiếp. Khi Trương Dương và Cao Liêm Minh rời khỏi sảnh thì thấy thị trưởng hạ bá đạt cùng một đám cảnh sát viên chen trúc vây xung quanh đang đi vào. Cao Liêm Minh không nhịn nổi mà mỉa mai, đã đến lúc nào rồi mà còn phô trương như vậy, làm cho ai xem chứ. Trương Dương kéo kéo cánh tay gã nói, mau đi thôi, chỗ này không đến lượt cậu nói đâu. Cao Liêm Minh đang định đi tìm lâm bối bối, hôm nay cô ấy và Phạm Tư Kỳ gần như không rời nhau nửa bước, Phạm Tư Kỳ đã từng nói những gì, làm những gì cô ta có lẽ là người rõ nhất trước khi gã đi gặp Phạm Tư Kỳ cũng đã hẹn xong nơi gặp mặt với Lâm Bối Bối. Trương Dương rất tán đồng cách nghĩ của Cao Liêm Minh, hai người họ liền cùng đến khách sạn Thiên Lam. Trước khi Phạm Tư Kỳ bị bắt đã ở đây, có điều khi bọn họ tới lại mất công vì Lâm Bối Bối không có ở đây, Cao Liêm Minh có chút ngạc nhiên, rõ ràng Lâm Bối Bối đã hẹn gặp ở đây, nhưng khi đến lại không thấy đâu. Cao Liêm Minh lấy điện thoại, tìm số của Lâm Bối Bối để gọi, lại phát hiện Lâm Bối Bối tắt máy, điện thoại tắt máy không có gì là lạ, nhưng bây giờ phạm tư kỳ bị cảnh sát mời đi điều tra là trợ lý của cô ta lâm bối bối lại tắt điện thoại vào lúc này quả thật làm cho người ta thấy khó hiểu trương dương nói sao thế cao liêm minh gọi liên tiếp mấy cuộc đối phương vẫn tắt máy gã lắc đầu nói không tìm được cô ấy xem ra thật sự tắt máy rồi trương dương cũng có chút kỳ lạ không phải chứ phạm tư kỳ xảy ra chuyện lớn thân làm trợ lý cho phạm tư kỳ sao có thể biến mất vào lúc này Bọn họ thật không ngờ nhất cử nhất động của bọn họ đều nằm trong tầm nhìn của Lâm Bối Bối. Lâm Bối Bối đứng trước cửa, nhìn hai người đang nói chuyện dưới tầng, cô ta có chút hoang mang nói, bọn họ đang tìm tôi. Một giọng nữ trầm ổn vang lên, "Trương Dương." Heather phu nhân đứng sau lưng Lâm Bối Bối, hình như có một đám mây đen bao phủ lấy trái tim Lâm Bối Bối, Lâm Bối Bối thấp giọng nói, cô ấy sẽ ra sao? Phạm Tư Kỳ Header phu nhân đầy sự khinh bỉ nói liên quan gì đến cô Lâm Bối Bối nói cô ta cũng không phải là người xấu Header phu nhân xoa nhẹ đầu Lâm Bối Bối nhẹ nhàng nói cô gái ngoan thứ mà cô nhìn thấy chỉ là bề ngoài tôi thuê cô tiếp cận cô ta chính là để chứng minh tính gian xảo của cô ta vì thế mà cô đã phải chịu không ít tủi nhục tôi hiểu tôi cũng rất cảm kích cô Lâm Bối Bối nói nhưng nếu như Header phu nhân nói không có nhưng gì cả cũng không có nếu như, tất cả những gì cô ta gặp phải đều là báo ứng của cô ta. Bối bối, tôi luôn xem giống như con gái tôi, cô không thể do dự. Lâm bối bối nói, phu nhân, tôi nợ bà rất nhiều, cho nên bà bảo tôi làm gì tôi đều không do dự mà làm, nhưng lần này tôi thật sự không hiểu tại sao. Tại sao nhất định phải ép cô ấy vào chỗ chết? header phu nhân không nói gì chỉ vỗ xoay xoay chiếc nhẫn ngọc xanh trên tay. Lâm bối bối nói, có phải là vì hứa ra dũng không? vì anh ta mà làm nhiều chuyện như vậy có đáng không? Header phu nhân nhở nhẹ một hơi vỗ vỗ vai Lâm Bối Bối đứa trẻ ngốc đừng nghĩ linh tinh nữa chuyện này làm xong rồi thì cô có thể vĩnh viễn thoát khỏi cô ta có thể sống một cuộc sống hạnh phúc với người mình yêu Lâm Bối Bối nghe thấy bà ta nói như vậy khuôn mặt liền nở một nụ cười nhạt tia hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hiện lên trong mắt cô ta Header phu nhân vỗ vỗ vai cô ta kề sát tai nói nhỏ cô biết nên làm thế nào rồi chứ? Lâm bối bối cắn cắn môi, cuối cùng cũng đưa ra được quyết định khó khăn, nếu như tôi có thể hoàn thành xong chuyện này bà có thể để cho tôi đi chứ, sẽ tha cho thành chứ. Heather phu nhân cười nhân từ, giống như một bà mẹ nhìn đứa con gái, làm xong chuyện này rồi tôi sẽ không miến cưỡng cô nữa. Trương Dương liên lạc với hình Triều huy ở Bắc Kinh, hình Triều huy rất hiểu tính cách tên tiểu tử này, biết nếu như không có chuyện thì hắn sẽ không tìm đến mình. Hình Triều huy nghe Trương Dương kể một lượt không khỏi thở dài, việc này là thuộc hệ thống công an, cậu tìm tôi để làm gì, cho dù tôi có muốn giúp kiểu thì bây giờ tôi cũng đang ở Bắc Kinh cũng không thể làm gì. Trương Dương nói, cái tên này, việc này liên can đến sự sống chết của con gái một phó thị trường, cũng là sự việc nguy hiểm nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn quốc gia đấy. Hình Chiều Huy cười khổ nói, tôi nói này Trương Dương, cậu thân làm một nhân viên quốc an không phải là không biết chức trách của mình chứ, còn nữa, chúng ta là tứ cục quốc an, Việc này thật sự không thuộc phạm vi quản lý của chúng ta." Trương Dương nói, cái tên này, tôi bây giờ đang gặp phiền phức cậu lại khoanh tay đứng nhìn sao? Hắn biết Hình Triều Huy cũng là một người nhiệt tình. Hình Triều Huy nói, thất cục nợ cậu một mối ân tình, cậu có thể đi tìm bọn họ. Hình Triều Huy nói câu này mới nhắc nhở Trương Dương, lần trước xảy ra án ở Tĩnh Hải, hắn đã giúp một việc lớn cho thất cục quốc an, nếu như hắn mở lời tìm bọn họ thì đối phương chắc sẽ không từ chối. Hai ngày trước ở Đông Giang hắn đã từng gặp Đồng Tú Tú, nếu như Đồng Tú Tú vẫn ở Đông Giang thì cô ta chắc có thể giúp mình, Trương Dương nói, vậy thôi, tôi đi tìm bọn họ, nếu như việc này giải quyết không xong tôi sẽ lại phải tìm cậu. Hình Triều Huy cười ha ha nói, cứ vậy đi, tôi có thể giúp cậu liên hệ một chút, có điều tôi không dám đảm bảo sẽ có tác dụng. Trương Dương nói, có câu này của cậu là được rồi. Hình Triều Huy đột nhiên nhớ tới một chuyện, Trương Dương, cậu có nhớ đã từng đưa cho tôi một bức ảnh không? Trương Dương hơi ngẩn ra, hình Triều Huy vừa hỏi hắn cũng không nghĩ ra ảnh nào. Hình Triều Huy nói, chính là khi cậu đến Bắc Kinh đưa cho tôi ý, bảo tôi giúp cậu đưa cho bộ phận giáo định kiểm tra bức ảnh phó cục trưởng cục công an Đồng Đắc Chí chụp với một người đàn bà. Trương Dương lần này mới hiểu ra, bức ảnh đó là bức ảnh khi bắt được Lưu Ngũ ở Giang Thành đã cung cấp cho hắn. Theo như hắn nói thì người trong bức ảnh là Đồng Đắc Chí và người tình của gã. Vì người đàn bà này đeo kính đen và đội mũ cho nên không nhìn ra tướng mạo thật, vì vậy Trương Dương mới nhờ phòng kỹ thuật của Quốc An, có điều sau đó vì nhiều nguyên nhân mà bỏ qua chuyện này, nếu như không phải hình chiều huy chủ động nhắc tới thì hắn sẽ hoàn toàn quên mất chuyện này. Trương Dương nói, có tra ra thân phận của người phụ nữ này không? Hình triều huy nói, chỗ cậu có máy phép không? Tôi gửi qua cho cậu bức ảnh đã được xử lý. Trương Dương nói, ở phòng thể ủy có, đợi tôi một chút tôi sẽ gọi lại cho cậu. Trương Dương gọi điện thoại đến thể ủy, vừa hay Thường Hải Tâm vẫn đang làm thêm giờ ở phòng thông tin thể ủy, Trương Dương bảo cô ấy giúp mình nhận phép, sau đó lại gọi điện báo cho Hình Chiều Huy một tiếng. Khi Trương Dương và Hình Chiều Huy gọi điện cho nhau thì Cao Liên Minh cũng nhận được điện thoại của Lâm Bối Bối, giọng nói của Lâm Bối Bối tỏ ra rất hoảng loạn, luật sư Cao, anh ở đâu? Cao Liên Minh từ số điện thoại đã biết là Lâm Bối Bối, anh ta và Lâm Bối Bối không quen biết, nếu như không phải vì đồng môn La Ân thì cũng không thể có liên hệ gì với mấy người này, Cao Liêm Minh nói, cô Lâm à. Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận của Lâm Bối Bối, Cao Liêm Minh không khỏi oán trách nói, tôi vừa đến khách sạn tìm cô nhưng cô không có ở đó, gọi điện thoại thì cô tắt máy, bây giờ sao lại xuất hiện vậy? Cô Lâm, tôi là nể mặt La Ân mới đến giúp đỡ các cô, mong cô hợp tác một chút, đừng chơi trò trốn tìm với tôi. Lâm Bối Bối nói, luật sư Cao Tôi có chuyện rất quan trọng phải nói với anh." Cao Liêm Minh quay người về phía khách sạn Thiên Lam nhìn nhìn, thấp giọng nói, cô đang trong khách sạn. Lâm Bối Bối nói, "Tôi ở đó, tôi vừa trở về, anh phải giúp tôi." Cao Liêm Minh nói, "Cô phải kể hết tình hình thực tế cho tôi thì tôi mới có thể giúp cô." Lâm Bối Bối nói, "Tôi rất sợ hãi, tôi thật sự rất sợ, tôi không ngờ. Không ngờ cô ấy lại làm chuyện như thế này." Lâm Bối Bối khóc trong điện thoại. Cao Liêm Minh an ủi nói, "Đừng khóc, cũng không phải sợ, tôi lập tức sẽ tới, tin tôi, tôi nhất định sẽ giúp cô." Cao Liêm Minh khóc nói, "Tôi sẽ nói hết, sẽ nói tất cả cho anh." Cao Liêm Minh dập điện thoại, nhìn Trương Dương vẫn đứng nghe điện, liền bước tới, kéo lấy Trương Dương, "Đi, quay lại thôi." Trương Dương nói, "Tôi phải đến thể ủy nhận phép." Cao Liêm Minh nói, "Lâm Bối Bối đã liên lạc lại, cô ta đang ở trong khách sạn Thiên Lam đợi tôi." Bây giờ tâm trạng cô ta không ổn định, tôi cảm thấy cô ta biết gì đó, có thể tìm được manh mối từ chỗ cô ta." Trương Dương nghe Cao Liêm Minh nói như vậy cũng không dám làm lỡ dở, lập tức đi với Cao Liêm Minh về khách sạn Thiên Lam. Hai người bọn họ đến phòng 1208 phòng của Lâm Bối Bối, Cao Liêm Minh ấn chuông cửa cô Lâm. Bên trong không có tiếng người. Trương Dương và Cao Liêm Minh nhìn nhau, Cao Liêm Minh lẩm bẩm nói, "Không phải chứ, rõ ràng lúc này còn gọi điện cho tôi." Anh ta liền lấy điện thoại gọi cho Lâm Bối Bối, Trương Dương áp tai vào cửa phòng, nghe rõ ràng có tiếng chuông điện thoại phát ra. Cao Liêm Minh học theo Trương Dương cũng áp tai vào cửa, anh ta cũng nghe thấy tiếng chuông, liền thấp giọng nói, lẽ nào cô ta đang tắm? Chuông điện thoại bên trong không ngừng đổ, Trương Dương cảm thấy có gì đó không ổn. Sắc mặt Cao Liêm Minh trở nên nghiêm trọng, anh ta nhớ tới giọng nói hoảng hốt lúc nãy của Lâm Bối Bối, lẽ nào cô ta đang tắm? Trương Dương lắc đầu, không thể rồi hắn ám thì Cao Liêm Minh lùi ra, một chân đạp thẳng vào cánh cửa. Cao Liêm Minh liền dùng đèn pin mang theo người chiếu vào bên trong, anh ta thấy ở trên giường có một người đang nằm, anh ta hết sức khống chế sự sợ hãi trong lòng, đi về phía giường, vén xem mặt người đó, đó là một khuôn mặt trắng bệch đã mất đi sức sống, Lâm Bối Bối đang nằm đó, đôi mắt mở rất to, miệng mở rộng, không nhúc nhích. Gan của Trương Dương lớn hơn nhiều so với Cao Liêm Minh, hắn lấy chiếc đèn pin trong tay Cao Liêm Minh đi tới bên giường, ấn vào cổ lâm bối bối, mạch lâm bối bối đã ngừng đập, nhưng trên người vẫn còn hơi ấm, từ điểm này có thể phán đoán rằng cô ta bị giết cách đây không lâu. Cao Liêm Minh đứng ngẩn ra một bên, anh ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lâm bối bối vừa nãy còn nói chuyện điện thoại với mình, một sinh mạng sống sờ sờ nói chết là chết, dưới đất còn rơi không ít bức ảnh, Cao Liêm Minh nhặt lên một tấm. Trương Dương thở dài nói, lập tức báo cảnh sát. Đối với Trương Đức Phóng mà nói đây đúng là một đêm không có cách nào để ngủ, nghe thấy trợ lý lâm bối bối của Phạm Tư Kỳ bị giết liền biết cái án này càng lúc càng phức tạp. Khi Trương Đức Phóng đến hiện trường thì thấy Trương Dương và Cao Liêm Minh đang cho khẩu cung, Pháp Y đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, hiện trường tìm thấy không ít ảnh và một cái đĩa ghi hình. Trương Đức Phóng nhặt một bức ảnh trong đó lên, trong đó có hai cô gái ăn mặc rất ít đang ôm hôn nhau, Trương Đức Phóng vừa nhìn đã nhận ra hai người trong bức ảnh đó là Phạm Tư Kỳ và Lâm Bối Bối, trong phòng có rất nhiều ảnh, đều là ảnh của hai người họ, nhưng còn có mấy bức ảnh của cung nhã hình, cung nhã hình trong ảnh đang bị trói lại, miệng bị nhét phải, nước mắt sàn rụa, có lẽ là ảnh được chụp sau khi bị bắt đi. Trương Dương và Cao Liêm Minh sau khi nói rõ sự việc liền đi tới chỗ Trương Đức Phóng, Trương Đức Phóng hỏi bọn họ khi phát hiện ra có điều khác thường tại sao không lập tức thông báo cho cảnh sát. Cao Liêm Minh nói, Cục trưởng Trương, tôi và Lâm Bối Bối đã hẹn nhau là hôm nay gặp mặt, tôi hoàn toàn không biết cô ta sẽ bị giết trương đức phóng nói nếu như cậu có thể sớm nói cho chúng tôi biết chuyện này thì bi kịch này có thể sẽ không xảy ra tinh thần của cao liêm minh đột nhiên kích động anh ta lớn tiếng quát tôi cũng không muốn cô ta chết tôi đến để giúp cô ta tôi hoàn toàn không ngờ người ta sẽ ra tay với cô ta trương dương nắm vào vai cao liêm minh nhắc nhở anh ta bình tĩnh lại anh ta nhìn chiếc đĩa trong tay trương đức phóng nói trương cục trường phải chăng chúng tôi nên là người xem chiếc đĩa đó trước? Trương Đức Phóng nói, từ bây giờ trở đi tôi không hy vọng các cậu nhúng tay vào chuyện của cảnh sát chúng tôi, chăm chỉ mà làm chuyện của mình, nếu không tôi sẽ khởi tố các cậu tội cản trở thi hành công vụ. Cao Liêm Minh không hề sợ gã, tức giận quát lên, anh định đi kiện tôi à? Có giỏi thì anh đi tìm ra hung thủ đi, sao phải hung hăng với tôi làm gì? May mà Trương Dương kịp thời kéo anh ta ra, tránh để xảy ra cuộc xung kích sau khi trương dương và cao liêm minh rời đi trương đức phóng mới gọi cảnh sát phụ trách lấy khẩu cung đến nói tình hình thế nào rồi cảnh sát đó nói báo cáo cục trưởng bây giờ đã bắt đầu đưa ra được kết luận lâm bối bối bị giết có lẽ là do bị người ta xiết cổ mà chết căn cứ như kết quả điều tra bước đầu cái chết của cô ta không có liên hệ trực tiếp nào với trương dương và cao liêm minh trương đức phóng không có chút gì ngạc nhiên với điều này trương dương và cao liêm minh không thể giết hại lâm bối bối Bọn họ không có động cơ và lý do. Cảnh sát đó nói, hiện trường có rất nhiều ảnh, đa phần là Lâm Bối Bối và Phạm Tư Kỳ, có bốn bức ảnh thuộc về Cung Nhã Hinh, đều là ảnh được chụp sau khi bị bắt, hy vọng trong chiếc đĩa này có thể cung cấp cho chúng ta một ít tin tức. Những cảnh sát đã mượn tạm một chiếc đầu máy ở trong khách sạn, sau khi bật tivi lên, Trương Đức Phóng cho đĩa vào, sau một đoạn phim rẻ thì trên màn hình hiện lên một hình cô gái, Trương Đức Phóng nhận ra cô gái này chính là con gái của Cung Kỳ Vĩ. Cung Nhã hình, Cung Nhã hình mặc một chiếc áo giống trong ảnh, hai tay bị trói ra sau, mặt hướng về phía kính, khóc nói: "Cha cứu con, cha cứu con." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khết chương 605.